ai mát anh đi. Vô lại. Ôi đẹp quá. Quá đẹp. Vải mát cực kỳ. Mát lắm đó chị, vải đẹp. Vô chưa? Vô chưa mấy chị đẹp ơi? Vô chưa? Điện thoại đâu rồi đi? Đây. Sườn máy. Vô chưa mấy chị? Rồi 50k 3 bộ nhá. Vô chưa? Chia sẻ livestream lên giùm em đi. 50k 3 bộ đồ giùm em ha. Hàng bom mấy chị. Ai muốn mua thì comment lên giùm cho em. Vô chưa mấy chị? Vô chưa? Chia sẻ livestream lên đi. Ai chia sẻ livestream em mới bán nha. Không chia sẻ livestream em không bán đâu. Đúng rồi. Nghe Dân nói rồi mấy chị nào mà trở thành fan cứng bên nhà em, cuối năm Trang sẽ đi quà nha. Cho nên chị nào mà chưa trở thành fan cứng, mình ráng chia sẻ mình mạnh lên đi. Để từ đây tới cuối năm, tại vì còn 80 mấy ngày nữa là Tết rồi nha. Chia sẻ livestream lên giùm em, cuối năm Trang sẽ đi quà cho những chị nào mà trở thành fan cứng nha. Thay vì mình tặng một bộ đồ nhưng Trang không có tặng bộ đồ đâu. Bộ đồ nó tầm thường lắm mấy chị. Ai mà trở thành fan cứng nghe rõ giùm em nha. Ngày nào Trang lên Trang cũng nói cái câu này hết, để cho những người nào khách mới á, người nào muốn trở thành fan cứng bên nhà em, Tết Trang sẽ đi quà cho những người nào có hiền bài cái logo ở trên là fan cứng thôi nha. Cho nên chị nào muốn trở thành fan cứng bên nhà em, ráng chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em. Bất kỳ cái like nào Trang lên like ngồi livestream hay là Trang đăng bài cái gì mà chị cũng phải chia sẻ livestream lên giùm cho em nhá. 10 tới hoặc 20 lần vào hội nhóm giùm cho em, nhiều nhất có thể giùm Trang. Có bao nhiêu hội nhóm anh chị comment lên giùm cho em luôn ha. Dạ 50k 3 bộ chị, chia sẻ livestream lên giùm cho em. Nhiệt tình lên nha. Chị nào mà muốn trở thành fan cứng ở nhà em, trời ơi, trở thành fan cứng ở nhà em là sướng lắm á chị. Mua hàng được free ship này, rồi hả, được giảm giá này. Đó. Rất là sướng luôn. Dạ bên nhà em cho kiểm tra hàng chị ơi, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn, tất tần tật luôn, không có chỗ nào mà sướng bên nhà em đâu, Trang nói thật đó. Cho nên chị nào mà mua hàng bên nhà em rất là sướng. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ nhất là giá từng xưởng, cái thứ hai là form vải là em bao luôn. Mấy chị kiểm tra hàng có thể đừng mở cái quạt qua đây lắm, mấy chị có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em luôn ha. Rồi mấy chị đúng quy luật, mấy chị biết quy luật bên nhà em mua hàng chưa ạ? 50k 3 bộ đồ kèm số điện thoại giùm cho em là mình đã có đơn hàng nha. Nghe rõ giùm em, và Trang đọc tên chị nào là phải chụp màn hình lại giùm cho em, chia sẻ bao nhiêu hội nhóm, chụp màn hình xong rồi gửi qua inbox giùm cho em ha. Dạ hôm nay em lên trễ lắm chị, sáng giờ bần đóng sĩ đi cho tàu nó đi chứ đâu có lên nổi hàng đâu. Nó rồi, bên nhà em là chuyên sĩ đặt may luôn, bên chị bên nhà Trang là chuyên sĩ và đặt may số lượng lớn. Chị nào mà có cầu, chị nào mà có nhu cầu bán shop hay là bán số lượng gì, bất kỳ gì, mẫu gì nhà Trang cũng may được hết. Mình chỉ chụp cái màn, mình gửi, chỉ gửi cái mẫu qua thôi là chào nhà Trang may nhá. Số lượng bao nhiêu Trang cũng may hết, ít nhất là một mẫu thì 30 bộ là nhà Trang may được rồi nha. Rồi bây giờ Trang khui hàng ra em bán cho chị nha. Dạ 50k 3 bộ chị, ép dùng chiếc thải bào dùm cho em, chia sẻ ít nhất 3 tới 5 lần và chia sẻ vào hồi nhóm ít nhất là 10 lần cho em mấy chị đẹp nhá. Rồi hello hello mấy chị đẹp nè, vô chia sẻ livestream lùm cho em đi mấy chị. Dạ 50k 3 bộ đồ chị, 3 lần vô dùm em nha mấy chị ơi. Nguyễn Mary bồ giống như chị nhé, và bồ giống như mang mang là Trang mới về chị nha. Đợi Trang xíu Trang bán cho rẻ lắm. Bây giờ còn tầm 80 mấy ngày nữa tới, em nói luôn, hôm nay em sẽ phi ship cho chị nào mua được 50k 3 bộ, em sẽ phi ship cho những chị đó. Tại vì những chị đó là chia sẻ rất là nhiều nha, chia sẻ rất là nhiều. Bao nhiêu hồi nhóm mấy chị chụp màn hình qua dùm cho em Trang nha. Rồi 50k 3 bộ, à lấy cái hàng to nhất 50k đi, 50k 3 bộ nha, 50k 3 bộ với sướng may đồ bộ Trang Phạm ơi, chia sẻ mạnh mạnh lên dùm em ha. Đưa cái túi đen này đi. Dạ hôm nay hàng nhiều lắm chị, đợi em một chút xíu nha, chia sẻ là chị mạnh mạnh lên. Đây mấy chị ơi, rồi em nói luôn, mấy chị cho Trang 2 phút Trang nói luôn nha. Cái cục hàng bom này, cái cục này là hàng bom nè mấy chị. Quá trời ỏi luôn á. Ỏi luôn mấy chị, quá to. Mấy chị biết sao, ai mà mua hàng bên nhà em mà sĩ muốn lựa trên like là mình phải chuyển khoản trước cho Zalo. Zalo nhân viên nghe nó chết xong rồi mình hãy lựa trên like nha mấy chị nha. Bây giờ là Zalo nhà em 2-3 cái full khách rồi.
rồi. Tại vì hàng thời trang là Tết người ta rất là cần. Cho nên chị nào muốn lấy sỉ nhà em là phải cái bàn Zalo, à chị ơi em muốn lấy sỉ đó, ghi tựa đề như vậy là bên nhà em là đồng ý liền. Còn mà mấy chị nào muốn lấy sỉ mà không có ghi tựa đề như vậy là bên nhà trai không có đồng ý đâu nha. Tại vì bây giờ là phun người rồi, phun bạn rồi nhá. Cho nên chị nào muốn lấy sỉ thì comment là dùng cho em là sỉ, sỉ hay gì đó nha. Và bên nhà em sẽ chép hoặc là kết bạn đồng ý nha. Chứ còn bây giờ là phun người là không có thể nào mà kết bạn hết cho mấy chị được. Không biết người nào lấy sỉ, không biết người nào là theo dõi đâu nha. Rồi đây, chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị. Cái cục này rất là to luôn này, dài 50k 3 bộ chị nha. 50k 3 bộ kèm xuống hỏi giùm cho em bên chỗ xưởng may đồ bộ Trang tạm ráng chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho Trang này. Hôm nay hàng về nhiều lắm chị ơi. Hôm nay Trang nói thương luôn. Hôm nay Trang sẽ vi ship cho những người nào mà chia sẻ livestream giùm cho em, chia sẻ nhiều nhất có thể giùm cho em và mua được 50k 3 bộ mấy chị chỉ thanh toán giùm cho em là 50k mà 3 bộ, còn lại phi ship mấy chị nha, nghe rõ giùm em không tính ship. 50k 3 bộ tính ra là một bộ là hơn 100.000, nhưng mà bây giờ em xả đầu like cho mấy chị, hôm nay em sale hết. Hôm nay hàng mới hàng gì dán máu Trang cũng bán mấy chị, tại vì Trang lên đây lên like là chủ yếu là Trang kiếm khách sỉ thôi mấy chị, chứ còn không có lời lãi gì đâu, em Trang nói thật thề luôn. Bên nào xưởng nào bán giá hàng độc quyền như bên nhà em xin tặng cho mấy chị luôn, là Trang không có ngồi lên chân like đâu. Chị nào mà chưa theo dõi bên bay giùm em thì mấy chị bấm mua theo dõi bên bay giùm em để mình lướt xuống dưới giùm cho em luôn là hàng nhà Trang là chuyên sĩ là như thế nào là mấy chị biết rõ rồi ha. Còn ai mà tin tưởng mặt hàng bên nhà em mình muốn lấy sỉ thì mình chuyển khoản giùm em, còn không chuyển khoản em không cho lừa trên like, nghe rõ giùm em nha. Quy định nhà em là như vậy hồi xưa giờ rồi mấy chị ha. Rồi bây giờ em khui ra em bán cho mấy chị này giá 50.000 ba bộ. Xưởng may bộ ráng ráng đây con mắt giùm em nha mấy chị ơi. Ráng đi mấy chị, hôm nay Trang lên hơi trễ rồi. Bộ đang mặc hả? Bộ đang mặc chờ xíu. Bộ đang mặc là 135.000 chị nhá. Hàng mới thị trường không có bán đâu. Vải này em đặt cái vải này là em đặt 2 tuần mới có mấy chị nha, 2 tuần. Tại vì vải này em thấy đẹp quá cho nên em mới đặt vải 2 tuần mới về, em mới được may được một lô hàng. Nhưng mà vừa mới may xong gái là sỉ hốt hết mấy chị, còn tầm 20 mấy bộ thôi, chưa tới 30 bộ. Chưa tới 30 bộ nữa mấy chị nha. Rồi nghe rõ giùm em, ai mà muốn mua bộ em đang mặc thì đợi em một chút xíu, chia sẻ bài mới được giá 135.000 mấy chị đẹp nha. Hôm nay nè, trời ơi cái cục này to lắm, hàng bom siêu to và đẳng cấp luôn. 50k 3 bộ em bán cho mấy chị đây. Đây là gần mấy chục bộ luôn nha mấy chị đẹp nhé. Cái này là gần mấy chục bộ của em luôn á. Chia sẻ livestream lên giùm em đi bên chỗ xưởng may đồ bộ. Nhớ nha, chị nào mà trở thành fan cứng bên nhà em, nhớ là Tết em sẽ đi quà cho chị đó. Mà những cái người đó là hiện bài logo thôi, em mới được tặng thôi nha. Còn không hiện bài logo fan cứng là em không có đi quà nha mấy chị đẹp nha. Rồi ráng chia cho em, mấy chị ráng chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho em. Chia rồi, sẻ ít nhất mấy chị ơi, em nói thật quá tàn nhẫn luôn. Em nói thật bây giờ là em không muốn nói nổi luôn mấy chị. Một cái cục hàng to như vậy mà dành hàng với người ta. Đây, giống như cái bộ đồ này này, nhà em không có bán mà dành với người ta. Mà hả, đến khi quầy chuyển khoản cộng đi chị ơi. Nằm ngày nằm các nằm nằm các ngày này qua ngày kia phải ít nhất là phải 5 ngày rồi. 5 ngày rồi mấy chị. Bây giờ em ơi, chồng chị nó có việc chị không nhận hàng được em ơi. Trời ơi trời, buôn bán với chồng có việc là không nhận hàng mấy chị. Thật sự luôn, nói hết nỗi lỗi luôn mấy chị ơi. Đây sao, ủa sao bà tròn được hai bộ luôn vậy đi. Đây này đồng hồ cam này. Trời ơi quá trời đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Rồi chia sẻ livestream lên giùm cho em mấy chị đẹp nha. Dạ 50k 3 bộ đồ giùm cho em để mở ra em bán cho chị nhá. Nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi cái bộ này view là bộ gì đây ta? Nhiều hàng đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh lên giùm em nha. 50k 3 bộ đồ giùm cho em. Chia sẻ ít nhất mai tới 5 lần và hồi nhóm giùm cho em mấy chị đẹp nhá. Hôm nay Trang free ship cho mấy chị. Free ship là free ship cho những người nào chia sẻ livestream mua 50.000 đầu like nha. Chứ còn không phải là mua 2 bộ 3 bộ gì mà Trang free ship cho mấy chị đẹp đâu nha. Rồi đưa lên hết giùm em đi. Dạ 50k 3 bộ chị. Đã bắt lên giùm em nha mấy chị ơi. 50k 3 bộ giùm em. Hôm nay lượt view kém nha. Hôm nay tương tác thì như Facebook hơi bị kém. Rồi chia sẻ mạnh mạnh lên giùm cho em mấy chị đẹp nhá. 50k 3 bộ trời ơi là trời mấy chị. Bên nhà em nhân viên quay game rất là kỹ càng mấy chị. Thay bao bì rất là mới luôn. Mà mấy chị lỡ lòng làm mấy chị không nhận hàng. Trời ơi mua hàng không mua thì thôi, nói em tiếng. Thật sự luôn mấy chị. Chứ còn đừng làm vậy mấy thật mấy chị sẽ mang tội lắm luôn. Buôn bán mà bây giờ chồng có việc không nhận hàng thì thôi chị bán làm chi vậy chị. Thật sự luôn á. Chị mà đi đối xử như em như vậy thì chị không bao giờ chị bán hàng lên nổi, cất đầu lên nổi đâu, em nói thật luôn. Đây này, cho nên luôn tiền hôm nay Trang nói rõ luôn nha. Chị nào mà mua hàng sỉ bên em phải chuyển khoản trước em mới cho lựa trên like nha. Ngoài ra Trang không cho lựa trên like. Như vậy đi mấy chị hát cho nó nhanh gọn lẹ rồi đưa giùm em cái quần đi. Rồi 50k 3 bộ giùm em chấm bi đen này. Hàng nhà Trang không có hàng mà bán luôn đó mấy chị. Hàng nhà Trang không có hàng này mấy chị thấy không. Nhân viên em gói ghém bao bì rất là kỹ càng luôn mấy chị thấy không à. Nghe rõ giùm em,
50k 3 bộ kèm số điện thoại giùm em và free ship cho người nào chia sẻ livestream nhiều nhất dùng cho em 3-5 lần trang cá nhân của mình và 10 hoặc 20 lần vào hội nhóm giùm em mấy chị đẹp nha. Đây chấm bi đen và nhớ theo dõi anh May giùm em luôn ha, bật chế độ thông báo giùm cho Trang luôn ha. Đây mấy chị, cái chấm bi đen này em xin thề luôn, hết đầu, hết từ khi mà cái lô mới về là hết đầu tiên luôn mấy chị. Thật sự luôn. Dạ bây giờ là sắp Tết rồi mấy chị, còn 80 mấy ngày nữa là Tết rồi. Sướng lắm, mua hàng nhà Trang đi mặc rất là sướng. Rồi chia sẻ livestream lên giùm em nha, mỗi máy phải yêu cầu lên 200 lượt view dùm cho em nha mấy chị đẹp nha. Đó, nhiều lắm, em cho mấy chị quay mẫu rõ ràng luôn nha. Và nhớ giùm em, mua hàng bên nhà em Trang phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em, nghe rõ giùm em mấy chị đẹp ha. Mấy chị chỉ cần 50k 3 bộ kèm số điện thoại giùm em thôi là trên hệ thống máy Trang nó sẽ lọc ra, chị nào chia sẻ like nó tự động nó in đơn ra luôn mấy chị. Nhân viên em sẽ đọc tên nha, tự động in đơn ra thôi, không cần phải Trang phải đọc tên đâu mấy chị. Mấy chị nào chia sẻ like nhiều là nó sẽ tự động in đơn ra, em nói thật luôn đó. Cho nên mấy chị chia sẻ livestream nhiều lên. Con mắc lên 200 giùm em mấy chị ơi. Dạ, bồ em đang mặc đời em xíu nha mấy chị đẹp nha. Chia sẻ con yếu quá nè. Bao nhiêu lượt chia sẻ được con đi? 606 thôi. Đây một bộ hoa hồng. Nhớ giùm em nha, bên hệ thống máy Trang đang lọc cho chị nào chia sẻ like nhiều nhất 30, 50 hồi nhóm gì đó có thể giùm em luôn ha. Còn chị nào chia sẻ 5-10 lần đó là thua những cái người khác, Trang sẽ lọc ra những người nào chia sẻ livestream là Trang sẽ bán cho người đó 50k 3 bộ mấy chị nha. Rồi chuẩn bị lên giùm em. Nhào vô 50k 3 bộ. Chuẩn bị giùm em nha, chuẩn bị giùm em, đưa giùm em cái bì đi. Rồi lẹ lẹ lên đi em bán hàng mấy chị, tại vì hôm nay Trang lên hơi trễ rồi nha. Dạ em đã xỉ số lần lớn rồi chị, xỉ số lần lớn luôn á. Mình muốn mua thì phải chia sẻ chuyển khoản giùm em mới lừa được trên like nha. Rồi chốt lẹ lên giùm em nha mấy chị đẹp nhá, 50k 3 bộ giùm em. Đó mấy chị thấy, thấy coi mẫu rõ ràng không ạ? Thấy rõ không mấy chị ơi? Rồi thôi. À rồi không mua quà chị con ạ. Tục lực kêu là không bán được đâu nha. Chị nào mà muốn có quà, chị nào muốn có quà Tết thì nhớ ráng chia sẻ livestream giùm em để trở thành fan chứng làm gì mấy chị. Em cho mấy chị quay hết mẫu nha, chia sẻ livestream và comment nhiều nhất, tương tác tốt với em là bên hệ thống máy nó lọc ra dễ lắm mấy chị. Đây một bộ Gucci ong màu nâu rất là đẹp luôn mấy chị nhá, một bộ Gucci ong màu nâu rất là đẹp luôn. Rồi với giá là 50.000 ba bộ đồ giùm em luôn ha, 50.000 ba bộ đồ giùm em Trang. Đây một bộ Gucci nâu rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi hôm nay giá nào Trang không bán, mà hôm nay giá nào Trang bán hết bộ Trang đang mặc đời xíu đi chị nhá, ít lắm bộ Trang đang mặc còn tầm hai mấy bộ thôi là hết rồi. Đây mấy chị thấy ông Gucci ong nâu đẹp cả mang chưa, rồi lên chưa để bán. Trời ơi, tục lục view rồi, thôi bán này, bán 50.000 bộ cho mấy chị đầu like thôi nha. Rồi đưa giùm em đi. Rồi bộ Gucci ong màu nâu này 50.000 giùm em luôn, 50.000 đồng em luôn. Gucci ong màu nâu 50k giùm em, tại vì không lên nổi 200 lượt view, hôm nay view yếu lắm chị, thật sự luôn á. Rồi chốt giùm em ha, ong Gucci nâu 50.000 giùm em, đọc tên lên coi nha. Chấm mi đen 50.000 giùm em. Không, Gucci ong nâu 50, chấm mi đen 50 giùm em nhé. Chấm bi xanh 50 giùm em. Đọc tên lên đi con nha. Có ai mua thì đọc tên lên nha. Chấm bi xanh 50.000 giùm em nhé. Chấm bi xanh 50.000. Hoa vàng 50.000 giùm em. Hoa nhí vàng 50. 50 ai lấy kim thẳng Gucci 50 nè. Kim thẳng Gucci 50. Đọc to lên con. Kim thẳng có Gucci 50 nha. Hoa vàng 50 giùm em. Bi đen cho sang Úc nè. Bi đen cho sang Úc. Rồi ok, bi đen cho sang Úc, bi xanh cho Binh Su nè. Bi xanh cho Binh Su. Ok, bi xanh cho Binh Su nha, hoa vàng cho Ly Kỳ nè. Hoa vàng cho Ly Kỳ. Ly Kỳ là hoa vàng nè. Hoa hồng 50 giùm em nhé. Rồi. Hoa hồng tay dài 50 giùm em. Hoa hồng tay dài 50 giùm em. Hoa còn hoa hồng nha. Hoa hồng tay dài 50 giùm em. Hoa hồng hết rồi. Hoa vàng cho Ly Kỳ rồi nè, bi xanh cho Binh Su rồi nha. Chấm bi đen hết rồi nha. Beo xám 50.000 giùm em. Beo xám 50 giùm em nhé. Kèm số điện thoại nha. Beo xám 50 giùm em, đưa giùm em hoa tím đi. Beo xanh 50 giùm em nhé, hoa hồng. Hồng cái kìa. Hoa hồng cho Thu Thủy nè. Hoa hồng cho Thu Thủy 50.000. Hoa hồng Thu Thủy có nha. Trời ơi là trời, hoa nhí tím 50.000. Beo xám cho ai đây? Beo xám 50. Hoa nhí tím 50 giùm em nhé. Trời ơi dễ thương dạ mang luôn. Hoa nhí tím 50 giùm em. Rồi đưa giùm em đi. Hoa nhí tím 50 giùm em. Kèm số Liên Phương này, Liên Phương beo xám này.
Đeo Phương đeo xám. Đeo Phương có đeo xám nha. Hoa nhí tím ra kìa. Hoa nhí tím nha mấy chị ơi. Hoa nhí hồng 50 giùm em. Hoa nhí tím hoa nhí hồng nha. Hoa nhí hồng 50, hoa nhí kem 50 và hoa nhí đen 50. Rồi. Rồi đưa giùm em bộ anh đang mặc đi. Rồi em lên hàng từ từ mấy chị đẹp nhé, nhiều lắm. Hôm nay nhiều hàng lắm, cỡ nào em cũng bán được hết đó mấy chị. Nhưng mà đợi em một chút xíu nha. Đeo xám hết rồi. Đeo xám hết rồi mấy chị đẹp nhé. Nhí hồng cho Nguyễn Giang. Nhí hồng cho Nguyễn Giang. Rồi lên bộ em đang mặc nhé, 135 nha. Nhí hồng Nguyễn Giang. Rồi bộ em đang mặc 135. Ai muốn lấy đi nha. Em còn có mười mấy set không? Nhí tím anh đào hoa nè. Nhí tím anh đào hoa. Anh đào hoa có nhí tím nha. Rồi lên bộ trang đang mặc. 135. Bộ trang đang mặc 135 ngàn. Ủa vậy hả? Vậy hả? Muối heo hả? Bộ trang đang mặc 135 rồi chốt lại giùm em hoa đi nhé. Hoa nhí hồng cho Hồng Phước Lương. Hết rồi, hết hoa nhí hồng rồi, còn đen mới là đen thôi. À còn sót một bộ bi trắng nè. Còn sót một bộ bi kem trắng. Kem cho Doãn Nhi nè. Kem cho Doãn Nhi. Rồi nhí kem cho Doãn Nhi nha Nhi ơi, còn màu đen nè mấy chị. Còn rồi, bộ trang đang mặc là vải trang đặc nhắm chị nhá. Rồi, hết rồi. Bộ trang đang mặc là trang đặc tầm mấy chục ngày, 2 tuần mới được về được lô vải này. Nhưng mà bây giờ trang chốt thì xỉ hết rồi, còn tầm hai mấy set thôi. Ai chốt được thì chốt nhé. Bộ trang đang mặc 135 ngàn vải mango. Đang mặc với bộ canh mặc đi shop là hai bộ Nguyễn Trang hả? Rồi Nguyễn Trang này. Trang ơi là hai bộ đúng Trang. Em có tầm mười mấy con thôi à. Mười mấy con thôi nha. À lộn, hai mấy chứ, hai mấy á. Hai mấy ra cái tủ nè. Rồi chốt giùm em mãi, em đang mặc LV Bell nha. LV đang Bell. Đang mặc cho Cường Nguyễn. Cường Nguyễn 135 nha. Yên tâm nhé, mua hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em. 135 nha Cường. 135 giùm em nha. Hết rồi mấy chị. Vải này em đặt mà, vải này không có trên thị trường luôn, thề luôn á. Rồi chốt lại cho Trang bộ này đi. Hết rồi nha. Trang đang mặc thấm thủy kèm Trang đang mặc thấm thủy mấy chị ơi. Kèm sốt hoại. Kèm sốt hoại giùm em Trang nha. Hôm nay về nhiều hàng lắm. Thấm thủy kèm sốt hoại nha. Ai theo dõi bên bay nhà hoa em là biết. Đen. Hết rồi, hết hoa nhí rồi, đen rồi. Rồi video giùm em nhé, 135. Hai bộ hả? À khách sĩ. Hai bộ này, hai bộ này, ok. Sỉ này, sỉ lại chuyển khoản giùm em nhé. Sỉ lại chuyển khoản giùm em Trang nha. Em rảnh giờ nào em like giờ đó mấy chị. Thấm thủy hai bộ nè. À, Loan Bùi. Loan Bùi. Tuyết Thu Nguyễn. Tuyết Thu Nguyễn. Loan Bùi, Tuyết Thu Nguyễn này. Vân Phạm. Ok. 135 mấy chị. Linh Lương lấy ra năm mặt kèm số điện thoại. Linh Lương mấy chị ơi, kèm số điện thoại giùm em. Đi trắng hết rồi. Đi trắng hết rồi mấy chị. Còn hai mấy con thôi nha, lẹ lẹ lên trong mã mới mã 1 giùm em nhé. Mấy chị cầm đây là mã 1, à lộn, BLV giùm em nhé. BLV giùm đi ra. Hết rồi mấy chị đẹp nha. Linh Lương tầm... kèm số điện thoại nha. Linh Lương kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. À, mã kèm số hồi một dòng giùm em nha. Mã kèm số hồi một dòng giùm em Trang. Rồi cho lên mã mới. Ai lấy mẫu Trang đang mặc thì lấy mẫu Trang đang mặc nhé. Kèm số hồi cho Tinh Lưu ơi. Tinh Lưu kèm số hồi giùm em nha. Trang Vi Trần. Trang Vi Trần mã Trang đang mặc nè. Vũ Diễm. Vũ Diễm nè. Nhớ kèm số hồi giùm em một dòng nha. Mã kèm số hồi một dòng giùm em Trang mấy chị đẹp nhé. Mã kèm số hồi một dòng giùm em Trang. Đẹp ha, mã này Trang đặt vẫn không mua. Trang đang đặt mấy cây rất đẹp đó, nữa nhưng mà tầm 2 tuần nữa mới có. Rồi ai lấy LV Bell cứ chốt giùm Trang nha, rồi Trang qua mẫu cho nó nhanh ha. Rồi cứ chốt đi nhân viên là chốt. Linh Trần. Tinh Lư. Đó. Cái đầm có này. 135 nha mấy chị đẹp nha. Văng cậy thôi, văng cậy lắm. 135 thôi. Đẹp lắm. Thẩm Trần cho lại số khỏi Thẩm Trần ơi. Đang mặc cái thơ luôn luôn nè. Đang mặc cái thơ luôn. Thơ thơ lưu. Rồi em lên một mã siêu đẹp luôn mà mấy chị, trời ơi mã này đẹp lắm. Đầm đi. Rồi mấy chị cầm đây là mã. Mã hoa giùm em nhé, mã hoa. Linh Trần. Mã hoa giùm em, cái bộ này mặc đi cho Noel hay là mặc tới giùm cho Trang này. Thẩm Trần chị nghe em nói không, cho em xin lại số điện thoại nha chị. Mã kèm số điện thoại giùm em một dòng đi mấy chị. Lần thứ 3 rồi đó. Lần thứ 3 rồi đó chị ơi. 2, 4, 6, 8. Chị nói Zalo thì em biết tin chị Thẩm Trần, em không biết người nào luôn á. Trên lưu bộ đang mặc đó rồi. Điểm tâm đi. Lấy bộ phía sau là lấy bộ canh đó. Đây. Cho Cường Nguyễn có đơn rồi. Này cài cài giùm em đi. Canh mặc là 1335 nha. Vải mango hết nha mấy chị nhá. Lô này em nhập toàn vải mango thôi. Bộ canh mặc cho Cường Nguyễn đúng không? Rồi. Rồi chốt giùm em mã hoa đi ha. Lô này em nhập toàn vải mango thôi mấy chị, vải đặc mà không có vải trên thị trường đâu. Nghe nè mấy chị. Mấy chị đừng ghi là Trang đang mặc nha, nhiều khi con mình nó lên chậm á. Rồi em ghi. Em có đọc mã đó mấy chị. Mấy chị rồi chốt giùm cho Trang là mã hoa đi ha. Hoa đi ha. Phạm Vi ơi là lấy mã nào? Mã hoa giùm em. Hoa cho Cường Nguyễn này. Đi giùm em lên đây đi. Hoa này là hoa nha. Chốt giùm em mã hoa đi. Quần ống rộng giùm em ha, quần dài 95. Chốt mình là hoa đi mấy chị. Mã giùm em, mã với số điện thoại một dòng nha, không có nhiều đâu mấy chị nha. Hàng vải đặt đi lên đây giùm em. Hoa giùm em 135 giùm em Trang mấy chị nhé. Lấy bộ đang mặc luôn đi Nguyễn Trang. Ok. Đừng có ghi thì mình ngồi em đang mặc nha. Ghi mã hoa giùm em. Hoa. Ai chỉ có số điện thoại là kèm mã kèm màu. Nguyễn Trang. Trang. Nguyễn Trang. Cương Nguyễn. Cương Nguyễn. 50k hết rồi nha. Cái này là 60kg đổ lại mặc vừa nha.
mã hoa giùm em nhé. Hai bộ cho Thắm Nguyễn. Hai bộ cho Thắm Nguyễn. Mang bộ hết mấy chị. Ai cho Thắm Nguyễn trong Zalo Trang đúng không? Còn ba, còn 50k là bộ của Trinh đó. Trinh ơi, đâu có bán 50k ba bộ đó Trinh. Đâu có bán đâu. Rồi chị nào lấy hoa. Hoa Thắm Nguyễn hai bộ chưa thấy. Rồi. Hai bộ này. Cô An Lương nè. Cô An Lương. Nó cô cái này mango nha. Này vải mango mấy chị. Đẹp cô lắm. An Lương nè. Thơm siêu đẹp nha. Ồ, xinh lắm luôn mấy chị. Như cái gì Thắm Nguyễn chỗ Zalo hay sao? Ồ, Zalo bé đó. Cái này là vải mango giùm em nha, mấy chị đẹp nhá. Này vải mango giùm em, vải này vải đặc. Vải này sang lắm. Ok Thắm. Này sang chưa? Sang lắm luôn. hết tiền hả? Rồi ai lấy hoa là chốt hoa giùm em nhé. Mọi người có lấy nhé. Hết chị. Dạ 135.000 chị. Rồi hoa cho chị Vân Phạm này. Hoa cho Tiên Nguyễn này. Đây. Vũ Diễm. Vũ Diễm này. Như Lê. Như Lê này. Nguyễn Thị Thùy. Nguyễn Thị Thùy này. Đẹp lắm hả chị. Hoa okay. Này đẹp lắm. Rồi chân lên mã khác nha. Ừ nói trong Zalo là biết nha. Này cho chị thử hoa đó hả. Rồi em lên lá luôn đi ha. Mấy chị ha. Chân lên lá luôn. Ok. Có màu khác nha, nhiều màu lắm. Nhiều màu lắm mấy chị, mới về mà. Nói chung lại là lô này là trang mai toàn và băng lồ thôi nha. Lô này là trang mai toàn băng lồ thôi. Ờ, đồ đẹp lắm luôn. À, cảm ơn chị. Rồi, chân lên mã này dễ thương này. Rồi mấy chị comment là mã. Mã gì ta? Lon gì à? Có cái gì? Lon hồng đi. Không. Đôi em xíu đó mấy chị. Cái bánh xe này. Mình sẽ muốn mình xe ba. Chốt giùm em mã 3 đi mấy chị. Chốt giùm cho Trang. Hoa cho Phạm Vi nè. Hoa Phạm Vi nè. Mã 3 đi ha, mã 3 hồng. Ok Vi nha. Chốt giùm cho Trang mã 3 màu hồng. Mã này đẹp lắm. Hoa cho Phạm Vi nè, ok. Đây, hoa Phạm Vi có đơn. Rồi chốt giùm em mã 3 màu hồng nhé. Phạm Vi điền được không kìa. 40-60kg đổ làm hồng vừa cho Trang nha. 60-61 diễn được. Toàn vải đặc không thôi mấy chị. Cái lô này là mango là vải đặc không thôi. Tại vì nhà mã em mã 3 hồng cho Nguyễn Trang kìa. Mã 3 hồng cho Nguyễn Trang đi cho. Ừ vậy đi cho dễ ha. Mã 3 hồng giùm em nhé. Lô này em đặt không thôi mấy chị. Lô này lô mango em đặt vải mới có nha. Chứ còn không có vải trên thị trường đâu. Nghe rõ giùm em. Rồi mã 3 hồng cho ai? Nguyễn Trang. Nguyễn Trang. Cương Nguyễn. Từ từ xíu. Rồi mã 3 hồng cho Nguyễn Trang này. Dạ. Rồi hôm nay hả? Nguyễn Trang này, Cương Nguyễn này. Cương Nguyễn này mã 3 hồng. Linh Trần mã 3 màu hồng. Linh Trần có đơn rồi. Linh Trần này. Lô này vải em đặt hết. Linh cái lô Trần. Màu này em đặt hết vải hết mấy chị. Úc Trần. Vũ vải Diễm hả? Vũ Diễm. Không có vải đâu. Phạm Vi. Lý Thu Nguyễn. Có đơn rồi đó. Lý Thu Nguyễn có đơn. Chị nó có đơn hả? Nè, Tiểu Thu Nguyễn chưa? Mã 3 màu hồng nữa. Tiểu Thu Nguyễn có đơn. Phạm Vi luôn kìa, Phạm Vi luôn. Phạm Vi có đơn, Tiểu Thu Nguyễn có đơn. Động phát Big Size. Động phát Big Size. 3 hồng cho Thắm Nguyễn. 3 hồng cho Thắm Nguyễn. 3 hồng. 135 nha chị nha. Lô này em đặt vải lấy cái gì nha, vải này không có đâu. Trời ơi, mã này xinh lắm nha mấy chị. Mã này rất là xinh luôn. Trời ơi, cái màu này. Cái này là 60kg đổ lại nha mấy chị nha. 49kg bao đẹp nha. Màu này đẹp quá. Màu hồng kèm số ngoại hồ thì mơ ơi, mã 3. Mã 3 Xuân mơ ngô này. Cái này là hàng này là 60kg đổ lại cho mấy chị nha. Vải đặc nha mấy chị nha. 60kg đổ lại. Cái này là vải đặc cho nên không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu mấy chị. Xị lấy hết rồi. Còn tầm mỗi thêm mỗi. Kèm số ngoại đi người đẹp. 40-60kg nghe rõ cho em nha. Mã 3 hồng nha. Đưa cho em mã 4 màu ngò đen. Chị lấy hả? Lấy màu nào muối heo ơi, người đẹp ơi lấy màu nào vậy? Chốt giùm em màu đen đi ha, màu đen. Giá 135 nha. 135 nha mấy chị ơi. Vải không có nhiều, em nói thật. Lô này không có ngắn, có dài mới đẹp. Vải này không có nhiều nha, lô này em không có vải nhiều cho nên là em chia ra. 135 xin mơ ngô nha. Đi màu đen giùm em đi mấy chị. Hồ thì mơ kèm số điện thoại đi người đẹp ơi. Đen giùm em chị, cái vải này đẹp quá mấy chị ơi. Cái vải này đẹp quá. Lấy đen luôn cho Nguyễn Trang kìa, trời ơi máu me ghê chưa. Đen giùm em nhé. Lô này là lô vải mango hết nha. Em đặt 2 tuần mới có nha mấy chị đẹp nhé. Cho nên không có nhiều, ai mua được thì mua nha. Ai mua được thì mua, không có nhiều đâu. Không, mà
ba. Đen rất là đẹp. Rồi, đen cho ai này đọc tên đi con. Đen cho Nguyễn Trang. Nguyễn Trang, Phạm Vi. Phạm Vi đen. Nguyễn Trang này, Phạm Vi này, thấm ba bộ. Thấm ba bộ. Ừ, thấm ba bộ. Đen, Cương Nguyễn. Cương Nguyễn đen. Anh Đào Hoa. Anh Đào Hoa là mã ba này. Anh Đào Hoa là mã ba. Ừ. Mà ba hồng cái này là màu đen nhé, thì comment là đen là được rồi. Ba bộ Cương Nguyễn đen. Đồng phát đứt sai. Cương Nguyễn đó. Cương Nguyễn luôn này. Mã ba như em. Em thề luôn, vải này em đặt 2 tuần mới có mấy chị nhá. Tại vì mango vải đặt mới có mẹ, mà mẫu đẹp. 53 mét rưỡi mặt vừa đây đây đây. Vân Phạm, Tiên Nguyễn ok chị còn không mình Lên Trần. Lên Trần. Mã 4 màu đen. Lên Trần mã 4 màu đen. Trần này. Em thông báo với chị là vải nhà em là vải đặt không có nhiều, nghe rõ giùm em nha, vải mango. Mango ai đã từng mua hàng nhà Trang là biết nha. Ai? Thanh Lên Thủy. Trần Thanh Thủy. Lên Trần. Lên Trần đây. Thanh Thủy. Thủy. Hồ Thị Mơ trong kia. Hồ Thị Mơ. Mơ này. Đen giùm em nhé. Mango giùm em chị đẹp ha. Thị trường bán 200 mấy. Lên Trần nè. Lên Trần đâu? Mà không có vải này. Lên Trần đó rồi. Lên Trần này, bỏ Lên Trần này. Dạ túi sâu không nè hả? Rồi để Trần qua nha. Dạ sâu nha chị nha. Thì mới mời chứ. Sâu nha chị nè, sâu nha. Đổi qua đổi bên lại nữa. Sâu nè. Rồi chân lên mã khác. Ai cứ lấy đèn, cứ lấy đèn đi nha. Ai lấy đèn, cứ lấy đèn. Muối heo là mã 3 đúng không? Ok. Muối heo mã 3 nè. Ai lấy đèn hồng muối heo nè. Rồi em lên hết mẫu mango cho mấy chị nha. Mấy chị mặc theo đổi. 36kg vườn nha, mấy vườn. Cái vườn sẽ hơi chân ngắn một chút xíu nha. Không ngắn lắm đâu. Lên trần mã 4 màu đen chưa? Lên Trần có rồi. Từ từ giùm em nha mấy chị nhá. Hôm nay về nhiều lắm. Nói chung là nhiều mẫu lắm. Vải mango em đặt. Đang nặng 50kg. Đây, trời ơi mấy chị ơi, cái lá này đẹp lắm nè. Trời ơi lá đẹp quá à. Lô này là vải mango hết giùm em nha. Từ 40 đến 60kg vừa nha, hoa xương rồng nha, đen cho nhung Trần rồi nha. Em đến hết vải mango cái kiểu này đã, xong rồi em qua mẫu khác cho mấy chị. Tại vì lô này là lô hàng đang đặt không à. Binsu mặt vừa nha, Binsu lựa thêm nha. Rồi chốt giùm em lá đi. Này, gài nút giùm em đó. Ôi đẹp quá à. Trời ơi, lá này không có nhiều nhá. Không có nhiều, còn tầm mấy. Trời ơi, lá này đẹp quá à. Đẹp giả mang luôn. Rồi mango giùm em luôn nha. Tiếp tục giùm em lại, mango giùm em, lá giùm em luôn ha. Đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc lắm luôn. Trời ơi là trời chiều nổi ở ngoài nó sang lắm mấy chị. Rồi chốt giùm em mã họa tiết bằng lá nha. Đẹp quá ha. 67kg, 1m7 hả? Rồi lá giùm em nha. Trọng pháp với sai xả lên nha, có vừa đâu. Chốt giùm cho em Trang lá nha. Trọng pháp với sai á. Ôi lá đẹp quá mấy chị. Họa tiết này đẹp lắm nè. Không có vừa với trọng pháp nha. Trời ơi chị nói ngay từ đầu đi chị ơi. Rồi ai lấy lá chốt giùm em lá. Lá đẹp quá. Cái này là 65kg đổ lại thôi. Lên Trần lá đây à. Lên Trần nè. Lá không có nhiều. Lên Trần 3151 vui đó. Lá này Trang không có nhiều nha. Thanh Thủy nè. Thanh Thủy. Thanh Thủy à. Lên Trần Thanh Thủy. Lá này Trang không có nhiều nha. Nghe rõ giùm em. Mỗi người chốt được một bộ giùm em nha. Lên Trần Thanh Thủy đó. Mỗi người chốt được một bộ giùm cho em đi. Thu Thủy nè. Thu Thủy lá nè. Mỗi chị chốt được cái giùm em nhé. Tại vì mình chia ra mấy chị. Tại vì hết lá này 50 rồi, lá cho ăn lương kìa. Lá cho ăn lương. Lá này không có nhiều, mỗi chị được một con thôi nha. Chia ra giùm em. Tại vì không lá này không có nha. Nhiều. Muối heo lá. Muối heo lá. Từ từ. Muối heo lá nè. Cái đơn thu thủy bỏ vô 40-60kg đổ lại mặt hết cùng cho em. Hoa hồng nữa. Bảo hoa hồng bên nắng. Thu thủy này, đây nè. Thu thủy này. À thu thủy này. Lá giùm em nha, mỗi lá người đừng con. Lá bỏ không nào bây giờ bỏ riêng cho thấm luôn, bỏ một bộ nha, lá cho thấm kìa. Thấm Nguyễn không lấy không nào. Hoa hồng đó đó. Cho thu thủy á. Mỗi chị được một con giùm em nha, tại vì không có nhiều mấy chị. Lá cho thấm nè. Lá cho Trang Phạm. Trang Phan nè, Trang Phan. Cảm ơn 5.000 nha, 46kg đổ lại một vừa. Rồi lá cho Tiên Đào. Đẹp lắm. Rồi còn mango ta, à còn mango một màu con Malacan nữa nha. Màu Malacan là màu nâu giùm em ha. Màu nâu rồi em lên màu nâu luôn cho. Họ sẽ đủ tề. Rồi. Em lên màu nâu. Xong rồi mình qua đuổi ha. Dạ, dạ. Nâu đẹp xuất sắc. Chốt giùm em màu nâu. Cái gì comment nâu là được rồi nha. Đợi em xíu em lên họ tiếp khác.
Tại vì hôm nay Trang được có nhiều cây vải thôi, là Trang may được bao nhiêu bộ? 2 bộ kìa. Cái mã lá đó 2 bộ đó, thêm bộ vô thánh nữa. Mới này mới. Đi ra lúc hôm nay đi. Cái lô này vải mango cho nên Trang đặt lâu có lắm mấy chị, nhiều lắm. Chia sẻ bài đi giùm em nha mấy chị ơi. Rồi lên giùm em màu nâu đi ha. Nâu giùm cho em. Mấy chị comment là nâu. Rồi. Vải toàn là vải đặc, cái lô này là toàn vải mango hàng đặc hết mấy chị nhá. Vải đặc 1000 mét nó mới làm, chứ còn ít nó không làm, nhưng mà sĩ lấy hết rồi mấy chị. Em về em chia cho sĩ, còn bao nhiêu em mới like cho mấy chị, chứ còn không có nhiều đâu nha. Rồi chốt giùm cho em mã lá đi. Nâu. À lộn nâu. lộn. Chốt giùm cho em mã màu nâu nha. Nâu giùm cho em. Rồi, nâu đẹp quá. Nâu mà cho em nha, 40 đến 60 kg nha, 135.000 nha mấy chị ơi. Vải này bây giờ không còn đâu. Nâu nha. Vải này lộn cái này mấy chị mặc không bao giờ đụng hàng đâu, thề 135. Luôn. Vải này không đụng hàng nha, màu nâu này là không đụng hàng cho Cương Nguyễn là nãy chốt rồi. Nãy chốt rồi nha. Cương Nguyễn nào lấy nâu rồi. Chịu nào lấy nâu chút nha. Nâu Phạm Vi. Nâu cho Phạm Vi. Nâu đẹp lắm. Phạm Vi Như Lê. Phạm Vi Như Lê giùm em. Nâu đẹp lắm. Trang Phan. Trang Phan. Trang Phan còn đâu? Trang Phan đây. Nâu đẹp quá. Như Thảo. Như Thảo. Sĩ mối chị Kiều được. Diễm. Sĩ mỗi chị một con hai con giùm em thôi nhá. Thì mình chia ra nó mới chị không có hàng. Tư Lê. Tư Lê. Loan Bùi. Loan Bùi. Rồi tình yêu nào lấy nâu mới cho giùm em nâu. Nào mã này đẹp lắm. An Lương. An Lương, cô An Lương này. Mango hết nha cô nha. Lô này là công đặc. Lô này là đặc vải nha mấy chị nhá. Giờ còn không có trên thị trường đâu nha. Linh Trần. Linh Trần. Bây giờ mấy chị mua hàng vải này không có ở ngoài đâu, đảm bảo luôn, vải là con đang đặt hết vải là không à, đúng không? Bữa giờ mấy chị nào theo dõi bên ba nhà em là biết ha, toàn vải là không thôi. Sĩ là sĩ trên lịch nhau 10.000, 10.000, 15.000 một bộ. 135.000 nha Ngọc Bé nha. Rồi ai lấy nâu nó chốt mình trang nha, rồi trang qua mã khác. Rồi trang lên quần Nguyễn ông bát. Diễm nâu nè. Trang lên quần ông bát nha. Nguyễn Diễm nâu. Thắm Nguyễn. Thắm Nguyễn. Thấm bộ. Thấm được một bộ đó. Chia sẻ livestream lên giùm em nha mấy chị đẹp. Linh Miêu nâu nè. Đi đi. 15 bộ mới xỉ nha chị. Cái chấm mi đẹp quá mấy chị. Ôi chấm mi đẹp quá. Rồi. Cánh dơ giùm em nhé. Chị nào đó bộ ráng rồi đủ đơn giùm em nha. Một bộ em xả ra nha mấy chị ơi. Nghe rõ giùm em. Cái bộ này là quần ống bát giùm em ha. Thấy quần không mấy chị? Cánh bi đỏ nha. Còn mấy xé thôi mấy chị ơi. Ai chốt lại giùm em nha. Bi đỏ giùm em. Bi đỏ, bi đỏ. Rồi bộ này xinh lắm. 135 nha. Xong cái chi đổ lại mặt em. Bộ này quần siêu cao luôn nè mấy chị. Rồi quần quần vàng ống bát giùm em nè, phong quần bao đẹp. Nâu cho Ngọc Bích nè. Em cho mấy chị kiểm tra. Chưa chưa được 20 bộ đâu. Rồi đưa giùm em màu, chấm đi giùm em. Bộ này đẹp lắm. Bộ này siêu đẹp. Trời lựa hơn 20 bộ đi trời. Khổ ghê á. Ai vậy? Nè Ngọc Bích nè, khen hàng đẹp lấy nhiều nhiều bán đi, gần Tết rồi. Gần Tết rồi mấy chị ơi, không có vải em đang lo đâu mấy chị. Đặt nâu vải đặt à, đặt vải mà vải nào nó cũng hàng hai tuần mới có hết mấy chị ơi. Bây giờ là còn tầm cái hàng 50 cái nè. Rồi bi cho Trang Phạm. Phan Phạm Vi. Phạm Vi này nè 62 kg đổ lại nha. 135 nha chị ơi. Bi này dạng bát đẹp lắm. 53 kg bao đẹp nha. Bi này rất là đẹp. Linh Trần. Linh Trần bi. Linh Trần có nhiều cọc cạc nha Linh ơi. 135 giùm em nhé. Linh Trần còn nữa rồi. Rồi Đào Nguyễn. Đào Nguyễn. Đào Nguyễn Như Lê. Đào Nguyễn Như Lê. Nào Nguyễn Tiên Phạm. Tiên Phạm. Sĩ phải chuyển khoản trước khi mình lựa trên like dùm em Trang nha. Còn ai không chuyển khoản là em không có chốt đâu mấy chị đẹp nhá. Rồi ai lấy bi này chốt dùm em bi ha. Bi này đẹp lắm. Bi này siêu đẹp nha. Quần rất là đẹp luôn mấy chị. Quần đẹp lắm luôn á. Chị Mười. Mà ai bi đỏ hả? Không nha. Hôm qua chốt xong đi ra rồi. Chị Mười ơi. Chị Mười ơi, hôm qua hôm kia là chị chốt một bộ xong đi ra là bây giờ là em không có chốt cho chị hàng chốt hàng cho chị nữa đâu nha. 47 ký bao vừa nó có cần nha. Yến Nhi Bi nè. Chị Mười là chốt xong một bộ xong đi ra là em không có chốt nữa đâu. Rồi em lên riêu. 47 ký bao đẹp nha, chúc nha.
ngồi chân lên riêu nhé. Nhã Nhi có ri đỏ nha. Riêu này còn một ri là hết rồi nha mấy chị. Tầm 10 cái không, thôi. Mai ri đỏ. Tầm 10 cái thôi mấy chị đẹp nhé. Riêu okay. Này còn tầm 10 cái thôi nghe rõ không? Cô lá với nâu xả hoa dùm kìa ăn luôn á. Lá với nấu thôi con xả hoa. Ừ. Rồi quần dàn lên cao luôn. Quần dàn không má chịu. Cái đâu xung mơn ngô đâu rồi? Riêu này còn 10 con đi nha. Riêu này còn 10 con ngô đâu rồi? Rõ giùm em. Xung mơn ngô đâu rồi? Rồi riêu này còn 10 con thôi. 10 xét thôi lộn. Rồi riêu giùm em đi, riêu giùm em. Riêu cho Cương Nguyễn kìa. Cương Nguyễn muốn nhiều. Riêu Cương Nguyễn nha. Còn 10 cái thôi nha mấy chị nhé. Còn 10 con. Còn 10 xét thôi mấy chị ơi. Cương Nguyễn. Nghe rõ số ký nha, xong mấy chị đổi lại nha. Riêu đẹp lắm. Riêu ơi bị đẹp. Còn 10 con. Riêu dùm Trang. Chúc cần lấy bi đỏ kèm số thoại đi Chúc ơi. Mấy chị ơi mã với số điện thoại kèm dùm cho Trang nha. Trọng pháp với size không có vừa đâu. Sao với 7 kg lận. Mã kèm số điện thoại dùm. Trang Phan nè. Trang Phan màu. Trang Phan đeo đó. Chơi quần form đẹp lắm. Bộ này form quần rất là đẹp. Sao 7 kg bự lắm. Bộ này form quần rất là đẹp nha mấy chị đẹp nha. Rồi ai lấy riêu cho okay, chúc chị nạp cà cho em đi nha Cường Nguyễn nha. Mua thử nhà em đi mấy chị ơi, mua mặt đẹp lần sau mình mua nữa nha, không cần mấy chị mình phải mua nhiều đâu ha. Riêu riêu này đẹp lắm, riêu rất là đẹp. Chất vải nha, vải mango nha. Mango luôn nha, mango luôn, bao đẹp luôn. Mà cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn nha. Nhận hàng kiểm tra trước khi nhận hàng cho em Trang luôn nha. Riêu đẹp lắm, rồi Trang qua mẫu luôn nha. Ai lấy riêu nữa cứ chốt riêu. Riêu Phạm Vân này, Vân Phạm này. Riêu Vân Phạm. Rồi chân lên đeo nâu này, chỗ đeo này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Đeo này sang kinh khủng luôn. Đeo này sang lắm luôn nha. Chia sẻ livestream lên giùm em mấy chị đẹp. Chúc cho chứ. Chúc Trần lấy cho em một bộ bi đỏ. Đúng rồi, nhưng mà kèm số ngoại. Trời bộ này đẹp lắm nè, em còn tầm 10 con thôi, chưa tới nha. Chưa tới 10 sách này nha. Vì đây sao nó phải cách cũ mà. À vậy hả? Sơn Long Thái cách cũ hả? À đúng rồi, Sơn Long Thái cách cũ. Trời ơi, chị Mười. Sơn Long Thái. Nói nghe nè, nay lựa gì thêm đi ngồi người đẹp. Cái này có bùi gì đó. Bộ này đẹp quá nè mấy chị. Đi qua bùi gì mới được. Thôi qua khỏi đi. Mười này, bi đỏ nè, đó. Chị Mười nè. Rồi đúng rồi, mình gửi hai. Ok. Lựa thêm đi Thủy, 50k một bộ mà muốn có thêm sản phẩm nhờ. Sơn Lâm Thái hả? Ờ chị nói vậy đi là em biết rồi. Rồi nêu nay lựa đi người đẹp. Nâu dùng cho Trang nè. Nâu dùng cho Trang luôn á. Bộ này còn chưa tới 10 con nè. Muối tiêu. Muối tiêu dùm em. Mấy chị comment là muối tiêu dùm em nhé. Trời ơi, mỏi đẹp lắm. Rồi đưa dùm em đi. Chị Mười có bộ bi đỏ nha. Chốt dùm em mã muối tiêu dùm Trang ha. Bộ này xinh lắm. Bộ này bao sang luôn. Cái này là vải mango dùm cho Trang nha. Bộ này vải mango nghe rõ dùm em còn chưa tới 10 con. Nhá. Muối tiêu rồi, ai lấy muối tiêu giùm em. Cái lô trước mấy chị chốt hàng nhiều lắm. Cái lô trước mấy chị chốt cái bộ này nhiều lắm chị luôn. Chị ơi chia sẻ bài lên giùm em nha. Rồi muối tiêu Hồ Thị Mơ nè, ok người muối tiêu giùm em, mấy chị comment là muối tiêu giùm em. Hồ Thị Mơ nè, Cương Nguyễn nè. Cương Nguyễn muối tiêu. Tạ Thúy nè. Tạ Thúy muối tiêu. Rồi Phạm Vi nè. Phạm Vi muối tiêu. Còn không ta? Nè Phạm Vi nè. Bộ này đẹp lắm, em đứng cho mình nhìn qua nè. Yến Nhi nè. Tạ Thúy. Yến Nhi một set này. Đẹp lắm. Đây. Mã muối tiêu này rất là đẹp. Chị Mươi nè. Bộ chị Mươi chưa thấy quần không hả? Tạ Thủy thấy quần đang học Yến Nhi chưa? Rồi. Phạm Vi. Hương Nguyễn. Hồ Thị Mơ. Rồi. Ok. Muối tiêu dùm Trang nha. Đẹp lắm bộ này bao đẹp. Đeo chất xương. À muối tiêu cho Sương Mai. Sương Mai đây. Sương Mai. Như Thảo muối tiêu. Rồi ai chia sẻ bài em mới chốt nha. Còn không chia sẻ bài Trang không chốt. Như Thảo Sương Mai có muối tiêu nha. Trang Phan nè. Trang Phan. Rồi Trang lên vét rằng mới về một mẫu độc nhất vô nhị, một về một mẫu rét thôi. Chị lấy hết luôn. Còn bao nhiêu con đếm giùm em cái bộ vest này đi. 10. 10 hả? Ừ. Rồi vest răng. Có luôn. Quần ống nhỏ nha, rồi lên quần ống nhỏ. Đây vest ống nhỏ này chị, vest răng em còn 10 con thôi nhé. Vest răng em còn 10 con luôn. Như Hiếu muối tiêu kèm số điện thoại Hiếu ơi. Vest răng mới về một mẫu thôi mấy Hiếu chị ơi. Kèm số điện thoại đi Hiếu. Vest nhà em mới về một mẫu thôi à.
Rồi vest ống nhỏ dùm Trang luôn. Vest đẹp quá, 135 ngàn. Cái màu muối tiêu quá đẹp. 3 bộ không phí ship nha, trời ơi. Bán giá rẻ chị ơi, không phí ship được nha. Mấy chị mua chỗ nha. Khác ở đâu ai bán hàng mango 135 cho mấy chị. 135 ngàn là rẻ rồi, không phí được. Rồi vest ống nhỏ dùm em luôn ha. Quần túi sau nè. Rồi vest ràng tầm 10 con. Mới về một mẫu vest thôi à. Quần ống nhỏ nha, quần ống nhỏ. Vest nhà em đang cháy hàng nhưng mà mới về có một mẫu này thôi. Hôm qua hôm kia đâu có mẫu này để mà like đâu. Mới về mấy chị. Em điện cho chị nạp cạc cho. Ok ok Trang Phan nào. Đưa giùm em đi, đưa giùm em vest ràng. Vest ràng 135 nhé. Còn 10 con đổ lại giùm em. Ai lấy chốt giùm em vest ràng. Nè như Hiếu Muối Tiêu này, anh Đào Hoa có vest ràng có lương này. Vest ràng 135 nhé. Anh Đào Hoa mới về có một mẫu vest này à? Anh Đào Hoa có. Đúng rồi, bên kia phải y chang 230 luôn đó trời. Dạ 230 mà em đâu nói sai đâu. Tại vì okay, hàng nhà Trang, tại vì hàng nhà Trang là giá sỉ rồi nha. Ai mà mua 15 bộ 20 bộ thì Trang bớt tầm 10 ngàn thôi nha. Tại vì hàng này hàng giá sỉ rồi. Trang bán Trang bán là không có đồng hàng. Đó. Có như ai bán vest răng. Có ai bán giá như là nhà em đâu mấy chị, một bộ vest 135 ngàn ai bán đâu, thực sự luôn. Phải phải. Xếp tỉnh 35 còn thành phố Hồ Chí Minh là 20 nha. Úc Trần mua thêm nha. Úc Trần có một bộ thôi nha. Xếp tỉnh đồng giá 35 thì nghe nhé. Rồi vest răng ai lấy mấy chú thì em bộ này đẹp quá. Lương Mai vest răng. Sương Mai vest răng. Ánh Ngọc vest răng. Chia sẻ live stream lên giùm em đi mấy chị đẹp. Quần ống nhỏ nha, cái này quần ống nhỏ chị ơi, quần ống nhỏ giùm em nhé. Như Hiếu vest răng này. Nè, ví dụ có đơn. Rồi em Mỹ này. Thu Thủy đó. Thu Thủy, Hiếu. Ờ, nữa. Bảo Kim Hoàng với Thúy Nguyễn là có vết răng nè. Bảo Kim Hoàng chị bán rẻ giá, chẳng bán rẻ, chẳng bán lời có 5.000 bộ thôi chị. Chẳng bán lời có 5.000 bộ để phục vụ cho mấy chị mặc thôi. Chứ còn mấy chị thấy không, Trang đâu có like thường xuyên lắm đâu. Ok ok. Vẫn Trang mới like, chứ đâu có like cố định dường như mấy chỗ khác. Chốt thêm nha Trúc nha, chứ một bộ là không đi đơn đâu Trúc ơi. Mấy chị vô sau mua hai sản phẩm dùm Trang nha. Nè, gài gài giùm em đi. Bên trái ship 35 ngàn. Gài giùm em đi nhỏ. Rồi lên bộ đuổi giùm em đang mặc này. Bên trái ship 35 ngàn nha. Ôi bộ này đẹp lắm luôn mấy chị. Bộ này đẹp quá. Nè, trời hòa tiết là cực kỳ luôn. Bộ này đẹp lắm nha. Bộ này vải đuổi giùm em. Chốt giùm cho em chữ đen vàng nha. Chốt giùm cho Trang chữ đen vàng. Người xinh lắm luôn. Này vải đuổi giùm Trang nha. Chữ vàng nha. Chữ vàng 135 vải đuổi nha mấy chị ơi. 40-60kg đổ lại nha. Nghe rõ giùm em nha mấy chị nha. Rồi ai lấy con này chốt giùm em. Xét này lấy giùm em chữ đen. Cảm ơn anh Đào Nguyễn nha. Đây có mua gì thêm không? Bộ đẹp quá. Chữ đen vàng giùm Trang ha. Kiểu rất là đẹp. 135. Ai lấy xét này comment giùm em số điện thoại một dòng nha. Ai có đơn rồi thì comment số điện thoại giùm em. Comment dồn đơn là được ha. Rồi chữ đen vàng cho em. Vải đuổi vải đây là cũng đặc luôn nha. Trang Phan. Bộ này Trang cũng đặt luôn nha mấy chị đẹp nhé. Vân Phạm Trang Phan này. Vân Phạm Trang Phan. Trang Phan đây. Bộ này hơi bị đỉnh đó. Linh Miu nè. Linh Miu. Ok cái đi chị cũ. Rồi à, không 135 dùm em mấy chị. Bộ này đẹp lắm. Phương Lê. Phương Lê. Thám Nguyễn. Đưa dùm em đi. Thám Nguyễn. Thám Nguyễn. Bộ này đẹp mà. Phạm Vi. Phạm Vi gọi Phạm Vi. Bộ này đẹp lắm. Mua đi mà mặc. Phạm Vi đấy. Phạm Vi Thánh Nguyễn chưa? Phạm Nguyễn bỏ chưa? Phạm Vi là sĩ hay lẹ sao không thấy bộ nào cũng chọn hết chưa? Sao mấy tay thấy không vừa nha? Để Phạm Vi đây. Hà Nguyễn. Hà Nguyễn. Yến Thanh Nguyễn. Hà Nguyễn kèm số điện thoại chị ơi. Chị Mười nè. Chị Mười. Chị Mười nè. Chị Mười nè. Đẹp không mấy chị? Phạm Vi ơi, chị khách sĩ khách lẹ vậy chị, nước sĩ là Trang không cho lượt trên mai đâu nha. Sao chị không lấy sao chị? Mấy chị ơi, đừng tào nghiệp giùm em nha mấy chị đẹp nha. Nga Nguyễn này, Liễu Trần này. Cộng cái luôn. Chị cộng cái đơn. Mấy chị đem một bộ cho Út Trần kìa, Út Trần chịu đem một bộ cái đơn rồi đó. Đừng tào nghiệp giùm em nha mấy chị ơi. Đừng tới gần nhất rồi mấy chị. Đừng vô tàu nghiệp dùm em nhé. Mình mua hàng mình chắc chắn lấy dùm em Trang mấy chị. Cuối năm rồi mấy chị. Em bán hàng cực khổ lắm mấy chị thấy không. Người ta bán 200 mấy em bán có mấy chục ngàn cho mấy chị. À 100 mấy ngàn à. Có ai bán rẻ như bên nhà em đâu. Cái này đồ rồi nha. Bông tặng 2. Bùng bùng bùng.
rồi lên mã khác. Chị Phạm Vi xong lên tiếng cho em gì chị? Không chín mấy. Không phạm ai. 444. Rồi chân qua mẫu khác. Chị năm. Chị mua mấy lần rồi hả? Mua hai đơn. À, rồi nếu mà khách cũ thì em mong, tại vì hôm nay em thấy avatar nó lạ quá. Dạ rồi kêu xíu xíu đi chị, nhỏ Vân Thị đen vàng với bộ beo nè. Đây. Nhỏ Vân Thị đen vàng với là bộ beo. Đây. Tại vì em thấy avatar nó lạ quá cho nên em không có dám. Này đen vàng với beo cho nhỏ Vân Thị này. Beo beo một tiếu hả? Biết. Hả? Beo một tiếu hả? Thì nãy giờ lấy cái beo muốn tiêu thôi đó. Beo nào gọi cho kỹ nha, beo nào chị ơi, muối tiêu là muối tiêu chứ sao beo? Một beo thôi. Nãy giờ nó lại beo ra đây. Có, đây beo gì kìa. À một beo đi thôi. Được không? Thôi chị đi. Chị đưa hai bộ đi, đưa hai bộ cho bạn thôi. Rồi lên mã đuôi cá màu hồng cho em nhé. Nghe hỏi nhỏ con beo hai bộ thôi. Đây, hỏi chị đi. Ai? Nhỏ Vân Thị hai bộ nói đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Hai bộ muối tiêu beo này với là này không chị? Đúng thì ok giùm em. Hay là beo eo viền? Hứa thị đen vàng hả? Đen vàng hả? Hay là bộ beo eo viền này chị? Đen vàng này, đen vàng cho Thiền Hứa Thị này. Rồi đen vàng 69 cho một cái cao 1m55 nha. Rồi đuôi cá Trang đang mặc nhé. 125.000. 125.000 giùm em mã đuôi cá màu hồng 125. Bộ này xinh lắm luôn mấy chị, bộ này đẹp lắm. Bộ đuôi cá nè, thấy không? Màu hồng phấn gì cân xỉu luôn. Rồi 125 giùm em cho anh nha. 125.000. 125 giùm em đuôi cá màu hồng. Ờ tính lúc tí đó. Lúc kia. Mà giá biển mất mấy. Đuôi cá hồng giùm em. 125 dùm em Trang, 125.000 thôi. 125 dùm em đuôi cá màu hồng. 65kg nhưng mà nặng xương nha. Đuôi cá nhỏ ơi, phải hai bộ đó không nhỏ, lên tí để em biết đường cho hàng nha. Rồi đặt tên đuôi cá hai hồng. 125 mấy chị, bộ màu hồng này ở ngoài xinh lắm luôn nha, mấy chị đẹp nhé. Hồng dùm em nhé, đuôi cá hồng. Rồi đuôi cá hoa văn. Ông bát hả? Rồi lên bát cho. Đuôi cá hoa văn giùm em hai bộ. Bộ này còn 2 set thôi. Đuôi cá hoa văn chẳng còn 2 nha. Chị hoa văn này đẹp lắm này. 125 giùm Trang. Rồi ai lấy chốt giùm cho em Trang mã đuôi cá hoa văn giùm em 125 nha. Đen vàng cao 1m67 vừa nha. Vừa nha Loan Bùi ơi. Rồi đuôi cá hồng giùm em nha. À đuôi cá hoa văn giùm em còn 2 set. Hoa văn mới là hồng nha. Lô này em đang may lại nhé. Lô này em đang may lại. Bây giờ em còn 2 set thôi. Chị nào mà mua chưa được thì ngày lần sau mình mua giùm cho em nha. Còn 2 set. Đuôi cá hoa văn giùm em. Mẫu này đang hot chứ mà gì nhá. Mẫu này hot nhất bên nhà em. Cái hoa văn này là hiếm có lắm nhưng mà gì đẹp nhá. Rồi đuôi cá hoa văn giùm em như mẫu em đang mặc luôn nha. Như mẫu Trang đang mặc luôn nhưng mà hồng như lê nè. Hồng như lê. Hồng như lê nè. Đuôi cá hoa văn, chợ đuôi cá hoa văn này hàng hiếm mà mấy chị. Bộ này vải không có luôn á. Đuôi cá giùm em hoa văn. Em con sẽ thu lại. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Chợ hoa văn cho Thủy Nguyễn này. Hoa văn cho Thủy Nguyễn. Chà số không phải Thủy ơi. Rồi trên còn một set hoa văn. Thủy. Kèm số điện thoại nha Thủy nha. Rồi trong con mã luôn nha. Ai lấy hoa văn à? Cái này bộ này còn không bộ. 125 nhưng mà lấy cái nào chứ không có biết đâu trời. Rồi chốt cho con Trang là bộ đồng hồ Thủy nhé. Thủy Nguyễn ơi, cái này là 60kg đổ lại nha Thủy Nguyễn nha. Đồng hồ đẹp rồi mấy chị. Trời ơi đồng hồ đẹp kinh khủng luôn. Trời nói thật. Hoa văn như Dương Huy nè. Đuôi cá 56kg mặc vừa nha, đuôi cá hồng như Binsu có đơn rồi đó. Binsu. Rồi đồng hồ dùng Trang ha. Trời bộ này còn một, cái này em đang may lại. Cái bộ đồng hồ này Trang đang may lại nha. Rồi. Em mau tắm cái. Hả? À Trang có hai bộ, hai màu, màu cam với màu riêu. Đồng hồ đuôi cá giùm em màu cam với màu riêu những gì đẹp nhá. Mấy chị ơi mua hàng mặc Tết đi, bây giờ gần Tết rồi. Mình mua bây giờ là vừa đó. Rồi. Dương Huy có hoa văn nha. Đuôi cá với đồng hồ giùm em hai bộ hai màu thôi nhá, 125.000. Cái này là vải mango những gì đẹp nhá. Mango giùm em. Rồi đuôi cá đồng hồ này đẹp chưa? Bộ này em đang may lại nhá. 125.000 đồng hồ. Đồng hồ cam.
Phương Lê có đơn màu gì? Màu cam đúng không? Màu cam đó. Màu cam này. Phương Lê phải không? Rồi em còn một riêu nha. Màu cam màu gì nha? Trời ơi. Còn một màu riêu. Trang còn một riêu thôi nhé. Kim hết đồng hồ rồi, cái này riêu. Còn riêu thôi nha. Lấy riêu đi chị, lấy riêu đẹp Yến lắm. Yến Thanh Nguyễn lấy chị một vest ngựa vàng. Yến Thanh Nguyễn đây. Có đơn rồi đó. Đây, đẹp răng nè. Yến Thanh Nguyễn. Đây. Tuyết gì? Tuyết Kim, Thiên Kim vậy lấy gì vậy chị? Đồng hồ hết rồi. Chị lấy một riêu không? Trời là trời. Em nói thật mấy chị, đây đây đây. Riêu Phương Lê kìa. Riêu gì Phương Lê? Cái bồ hoa văn này đẹp lắm. Mấy chị dành nhau á nhớ gọi bắt phone nha. Trời cho em chốt nhiều lắm đó chị. Trời ơi, cái bộ hoa văn này Trang đang bay lại luôn nha. Bộ này là không có vải đâu. Trang đặt vải mới có nha. Đứng lên cho chị coi kìa. Rồi đây một bộ riêu giùm em nha, lộn hoa văn nha. Trời ơi, chị nào không lấy hoa văn này là hối hận đó. Cho nó thật, bộ này rất là đẹp nha. Rồi ai lấy hoa văn giùm Trang luôn ha. Hoa văn giùm cho Trang này, 125.000 thôi. Bộ hoa văn này Trang đang bay lại. Rồi ống rộng nha, phong con ống rộng nha. Rồi, rồi hoa văn còn xét thôi. Còn một xét thôi. Rồi chân lên mã tay ngắn quần dài đi ha. Tay ngắn quần dài còn tay mẫu nào độc giá mẫu đó nha. Cho nó con mày chặt đi nha. Hoa văn đẹp lắm. Cái này còn hả? Đẹp không? Không, cái này tay ngắn á, lấy cái này hoa lông xanh tay ngắn giùm em đi. Đưa em mặc cái hoa văn này đẹp luôn này. Con mày chặt thôi nha. Rồi bộ lông xanh này chân còn mấy xét. Rồi qua mẫu rồi chị. Hoa văn đẹp mà mấy chị. Hoa văn cho Loan Trần này. Hoa văn cho Loan Trần, chị hoa văn hơi bị đẹp đó. Loan Trần nha, mỗi lần em điện chốt hơn là không thấy mất máy nha Loan Trần nha. Thôi bán chi? 48kg mà hoa văn vừa. Rồi chốt dùm cho Trang mã lon xanh tay ngắn 125 nhé, còn ống nhỏ. Bộ này còn có mấy con à? 48kg mà hoa văn bao đẹp nha, 48kg bài trang nha. Con 5 con này. Có 5 xé thôi, ai lấy chốt thì chốt trước nha. 462 ký mặt vừa thoải mái cho em ha. Rồi tay ngắn lon xanh cho Trang cổ trụ giùm em nha, còn 5 con. Rồi 125.000 mấy chị. 125 giùm em, 5 con thôi nha. Rồi chốt cho 5 chị nhé. Chị nào nhanh tay thì Trang chốt trước. 125.000 thôi. Cũng là vải măng gồ cho Trang luôn nha. Vải măng gồ luôn mấy chị đẹp. Không thì chị gọi chốt đơn nha chị ơi, chứ không có đi cho được chị trên like giùm em nha. Gọi chốt đơn nha chị nha. Rồi lon xanh tay ngắn giùm em cổ trụ. Cổ trụ dùng cho Trang ha. Đồng hồ hết rồi. Em hết đồng hồ, em lô sau dùm em chị. Em đang may Bích lại ơi, đó. Hết đồng hồ rồi Bích ơi. Em đang may lại cái đồng hồ đó đó. Nhưng mà ba màu luôn, màu nâu. Màu nâu, màu riêu với là màu gì ta. Quên rồi. Nói chung là em đang may lại ba màu cái đồng hồ đó luôn. 25 Yến Nhi nè. Yến Nhi này lon xanh. Lon xanh 25 đó. Nhi ơi, cái gì là lon xanh nha Nhi nha. Chứ ghi 125 không biết mẫu nào đâu á. Mấy chị ơi, mã với số điện thoại kèm dòng cho em nhé. 125 lon xanh này đẹp lắm. Rồi tình yêu nào lấy lon xanh này chút giùm em. Chưa có lên tay loe nha, chưa có lên tay loe đâu. Tay loe lại em một chút xíu. Đây đây. Mới lên có mấy mã. Mà nhưng mà Thiên Kim lấy cái gì ta? Vậy mình đồng hồ không có Thiên Kim ơi. Chị Kim, ơi, chị không có đồng hồ nha. Lô sau đi, đang em đang may lại cái lô đồng hồ đó, lô sau giùm em nhá. Rồi chốt giùm em lon xanh tay ngắn này. Bài lại giùm em nhá. Vân Phạm này. Tiên Nguyễn này, rồi em còn hai set nha. Lon xanh tay ngắn giùm em. Yến Nhi rồi, lon xanh Yến Nhi rồi. Yến Nhi lon xanh ok chị yêu nhá. Rồi lon xanh ai lấy này chốt giùm em ha. Siêu đẹp luôn, bộ này siêu đẹp. Rồi ai lấy nữa chốt giùm em. Ngọc Khanh nói cái gì Ngọc Khanh? Nè Út Trường nè. Rồi em lên chữ nâu. Lên chữ nâu mấy chị. Chữ nâu giùm em nhé. Quần ống là ống xuông rộng nha, chứ không phải là ống re bự đâu chị ơi. Xuông mà rộng xuống nha. Trời ơi, chốt như đúng hồn vậy đó. Ngài giùm em đi chị Hồng. Rồi, rồi xíu lên le cho. Rồi lên chữ nâu giùm em Trang luôn nha. Vải đặc mới có nha mấy chị đẹp. Người mẫu đang like 50kg. Hồi chữ nâu này đẹp quá nha mấy chị. Chữ nâu đẹp nè. Hồi sang chưa? Trời ơi là trời, bộ này đẹp quá. Rồi xíu đem mặc lại cho bộ đẹp mà. Chữ nâu giùm em.
nâu, chữ nâu. Rồi lên chữ nâu đi ha. Đẹp quá. Bộ này quá sang luôn mấy chị. Quá đẹp. Màu nâu rất là hiếm hàng luôn nha mấy chị nha. Màu nâu lúc nào cũng hiếm hàng hết. Rồi ai lấy chữ nâu chốt cho Trang. 135 ngàn. Giá nào cũng bán hết. 135. Chia sẻ livestream lên dùng cho em mấy chị đẹp nha. Hôm nay tương tác nó kém hơn mọi ngày mấy chị ha. Thường thường trong live sướng á. Hôm nay là anh bay tương tác nó kém hơn. Rồi ai lấy chữ nâu cho chùm em nè. Ờ, Trang 50kg đó chị. Trang 50kg á. Đọc tên lên đi con, ai lấy không? Chữ nâu này đẹp mà. Chữ nâu cho Thấm Nguyễn nè. Thấm Nguyễn. Chữ nâu cho Nguyên Bùi nè. Thấm Nguyên Bùi. Hương Phạm chữ nâu nè. Dạng 135 chị. Rồi ai lấy chữ nâu này cho chị nghe. Vân Phạm chữ nâu. Đẹp mà. Bộ chữ nâu này hơi bị đỉnh. Lấy bộ xếp ly cho em nha. Lấy bộ bi xếp ly. Bi xếp ly là bi nào? Nào không biết nha. Cường Nguyễn nè. Cường Nguyễn nè. 135 nha. Nguyễn Duyên kèm số ngoại Duyên ơi. Đưa đây giùm em mấy chữ chữ nâu. Bi nào vậy Trúc ơi? Nguyễn Duyên. Nguyễn Duyên. Cường Nguyễn chữ nâu. Nguyễn Duyên kèm số điện thoại. Cường Nguyễn nè. Cường Nguyễn thôi. Nguyễn Duyên chữ nâu. Như Lê. Như Lê nè. Thảo Ngọc. Chữ nâu đẹp mà. Anh Nguyễn. Anh Nguyễn có chữ nâu nha. Rồi em qua Mão luôn nha, mấy chị đẹp nha. Rồi lên. Lên tay ngắn xíu đi mấy chị ha. Rồi lên tay ngắn này. Tay ngắn vừa sát màu nu. Con mặc bộ lá lại. Không, cô An Lương ơi, con cứ mặc lại nha. Cô quay lại like lùm con đi. Cô chọn xong rồi cô xả ra. Bây giờ cô cho con mặc lại cô, nữa. Cô là cô chốt chắc chắn nha chứ không. Quay like lại đi cô. Quay like lại giùm con nha. Không, chữ nó không có nguồn ống nhỏ nha Nhi ơi. Bi xếp ly xanh hả? Bi à. Không có nha, hết rồi. Cái bi xếp bi cho cái bin su rồi. Không có nha Trúc ơi, hết rồi. Hết rồi Trúc nha. Rồi chốt dùng cho Trang mã vờ sát màu nu. 120 ngàn nhé. 120 dùm em. Vờ sát nu 120 dùm Trang luôn mấy chị đẹp nha. Ok, cảm ơn chị Linh Huệ An nè. Chị Linh ơi, có mua gì không? Rồi ai lấy vừa sắc nu dùm em luôn 120 dùm Trang á. Này vậy đủ dùm em. Con muốn đừng có tay dài. Mặc tay ngắn đi. Trời ơi tay dài thì mấy chị hỏi có tay ngắn không. Mà mặc tay ngắn thì mấy chị hỏi là có tay dài không. Mà sao em thiệt luôn á. Không biết như thế nào cho vừa lòng cho mấy chị luôn. Rồi vừa sắc nu dùm em nhá. 120. 120 dùm Trang. Cái này là vải đủ dùm em nhá. Đẹp lắm. Hàng thương hiệu vừa chia sẻ bài like lên giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị vô sau nè, mấy chị nào đơn bỏ ra nu giùm em 120 vừa sát. Ừ đúng rồi, cái này là ống rộng nha Duyên ơi, cái này là ống rộng. Vừa sát nu 120 bao đẹp. Ống rộng nha, ống rộng nha. Nu ai chốt lại giùm em nha. Bộ này thị trường bán 230, trời ơi là trường bán 120 thôi mấy chị ơi. Đẹp lắm, mua đi mà mặc. Không có ai bán giá 120 cho mấy chị mặc đâu nha. Rồi đầu tên đi ngon lên, màu nu giùm em nữa. Cổ tròn này, tay phồng giùm em này. 120 giùm em. Nuôi cho Kiều Ly. Nuôi cho Kiều Ly nè. Chữ nâu cho Liễu Trần. Chữ nâu cho Liễu Trần. Bờ nuôi cho Dương Phạm. Nuôi cho Dương Phạm. 120 mấy chị đẹp. 120 rẻ lắm. Trời ơi bộ này ở ngoài màu rất là đẹp nhá. Tại vì trong hình nó hơi bị sáng, cái màu nó không đẹp chứ ngoài màu nó rất là đẹp luôn mấy chị. Nè, vừa sáng là đẹp chưa? Trời ơi, hàng thương hiệu mấy chị không lấy là hơi bị phí đó, Trang nói thật. Bộ này rất là đẹp, mới có 1.2 thôi à. Thật sự luôn á, rẻ hơn một bộ đồ của con nít nữa, em nói thật. Thấm Trần Nu. Thấm Trần Nu nè. Rẻ hơn một bộ đồ của con nít luôn á, Trang nói thật luôn. Có 1.2 quá rẻ luôn, Trang nói thật. Rồi ai lấy Nu là cứ chốt Nu nha. Kiều Diễm Nu. Kiều Diễm Nu. Rồi cho lên tên Lê Văn nha. 120 ngàn vải đuổi vải xin so. 120, có 120 ngàn rẻ như cho luôn mấy chị. Rất đẹp. À, chục nu.
ngoài mặt sang lắm, đúng rồi đó. Đúng rồi, Trang ơi, ở ngoài mặt sang lắm. Thắm Nguyễn Nu nè. Thắm Nguyễn Nu. Có bé mới lên bé đó. Bé có mẫu răng mới về không chị? Mới hôm qua luôn, mới về hôm qua luôn. Bé mới về hôm qua luôn, em có một mẫu. Sang lên đây rồi nè, mới về một mẫu. Rồi rê giùm em beo xanh nhé, 125 ngàn. 125 ngàn giùm em mã màu beo. Cho em đi nướng đi cho. Đây là tay rê giùm em ha, tay cánh dơ giùm em. Cái bồ này là vải voi giùm cho em Trang luôn nha, 125 giùm em. Cái bồ nào? Chưa đi, đưa đi. Tay rê nha, tay rê nha mấy chị ơi. Vải voi hai lớp nha, quần ốc rộng. Beo cho Thắm Nguyễn kìa. Thắm Nguyễn beo. Thúy Anh Nguyễn 125 ngàn. Lan Nguyễn Thị. À không, chị Lan ơi. Ờ, Lan Nguyễn Thị thôi nè. Chị Lan nhận đơn đi rồi em chốt thêm nha. Chị Lan nhận đơn đi đã. 125 mấy chị. Bộ trang đang bằng 125 ngàn thôi nhé. Mẫu này 1m55 63kg hả? Đứng lên kìa, đứng lên bé ơi. Rồi đây chụp với mẹ chị ơi. Em phía bên này 125 nè. Mẫu này 1m55 63kg vừa không? Không. Không có vừa đâu Pinsu ơi, lấy mẫu khác đi. Bộ hoa kế bộ beo hả? À, hoa kế beo rồi. Chị Lan Nguyễn Thị nhận hàng đi rồi rồi em chốt thêm nha. Đẹp lắm á Nhi ơi, beo là đẹp lắm á Nhi. Lấy đi. Linh Nguyễn beo nè. Linh Nguyễn beo. Mai á, Lan Nguyễn ơi, mai nó giao hàng lại đó chị. Đâu đưa nữa, mẫu này mẫu mới qua đâu rồi, mới anh Ngọc beo. Anh Ngọc beo. Hoa hoa cốc hoa. Đây đây đây. Ngọc Lệ beo. Ngọc Lệ beo. Cái dài á. Đưa thiệt ra. Nếu Thúy Anh quay còn đúng không là chốt chị là hai vụ. Kêu kêu đưa hỏi chị Thúy Anh. Thúy Anh ơi, có phải đúng bộ này không? Muốn ok giùm em đi Thúy Anh Nguyễn nha. Hoa xanh đó. Đúng không chị Anh ơi? Đúng hoa này không? Muốn ok giùm em nha. Rồi hoa xanh nào chị Anh ơi. 125 luôn rồi, bỏ vô chị đi hai bộ, đủ đơn rồi đó. Rồi, mẫu này mấy ngày hôm nay làm mưa rồi, làm gió trên mạng của em. Giấy hàng này mấy chị ơi, bút về này mấy chị. Để mấy ngày hôm nay làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Trên mạng nhà Trang thôi nhé. Ống mộng nhìn mập hả? Rồi lên lên mấy mẫu nhỏ. Ống mộng, ống nhỏ xong, ống đoạn xanh mập được. Lên lên này, bên này. Ok, là chụp anh hai bộ rồi đó. Đủ đơn rồi đó. Đủ đơn rồi. Ôi, chốt giùm cho em hoa vàng. Cảm ơn Tiêu Anh nha. Mà chị một bộ kìa. Chị Ngọc Bích với chị Dương ơi, chị Dương Huy nè, mới mùa đá người đủ đơn đó chị ơi. Ha Nguyễn Thúy Nguyễn nè. Rồi hoa vàng, hoa đỏ giùm em. Hoa vàng, hoa đỏ. Hoa vàng, hoa đỏ 25 hả? Cúc vàng với cúc hồng giùm em nhé. Cúc vàng với cúc hồng 125 60kg đổ lại giùm em nha. Như sẽ live stream lên giùm em ra mấy chị. Như sẽ live stream lên giùm em đó mấy chị ơi. Cúc vàng cúc hồng 125. Mua đi mấy chị, quá đẹp luôn nè. Ôi trời ơi, xinh lắm. Trang đăng hình thôi mấy chị, inbox cháy cả máy. Ờ đi, bỏ cho chị Nguyễn Hà gì đúng. Hai bộ hai màu hả? Hai bộ hai màu nữa. Đó, nhớ rồi, nhớ rồi, chứ bỏ vô thêm nha. Bỏ vô thêm nha, không hết hàng. Rồi cúc hồng cúc vàng giùm em. Một bé tím nữa. 125. Một bé tím. 125 nha mấy chị đẹp nhé. Rồi ai lấy 125 giùm em. Mét 55 63. Trời ơi, mét 55 53kg vừa mà. Bộ này Trang đăng hình mấy chị lấy nhiều lắm luôn nè. Mét 55 53. Bộ này Trang đăng hình mấy chị lấy nhiều lắm luôn á. Lấy ống nhỏ hả? Rồi lấy ống nhỏ.
đó. Rồi ok, cúc hồng cho Nguyễn Mỹ Phượng này bà ơi. Đây. Cái đâu Nguyễn Mỹ Phượng này thế? Em Nguyễn Mỹ Phượng này, cũng kho. Rồi cho lên nắm nhỏ đây. Cái đơn thôi xem mẫu beo đi chị ơi. Cái đơn một con sạc 7 bộ em màu này nè, là của bả thôi, bỏ vô đi. Beo nào em beo mới về á hả? Beo eo vì á hả? Cúc vàng với Phạm Vi. Đây. 125. Phạm Vi dưới. Rồi lên hoa tulip nha, quần ống nhỏ cho Trang 85. 125. Đẹp mà, cúc vàng cúc hồng đẹp lắm luôn á, lấy hai bộ hai màu mặc thay đổi đi mấy chị. Chốt dùng đi Trang. Tulip màu xanh 85 ngàn. 85k mấy chị ơi, nhào vô đi. Em ơi em lấy beo này. Đây đồ ống nhỏ nè, đang lấy đồ ống nhỏ luôn cái á. Cái beo này chân chưa lên nhá, đợi xíu chân lên beo này cho. Rồi tulip xanh đậm 85. Hoa vân đen hả? Ờ. Vân đen gì? Đó hoa vân đen đó. Cuối á. Sau cuối á. Cam. Ừ, màu cam á. Đang coi em mua thêm đủ 5 bộ. Rồi 85 dùm em nhé. Tulip màu xanh. Trang ơi, phải mẫu này không? Lấy cho đủ 5 bộ đi Trang. Mẫu đẹp lắm luôn á trời. Ôi mặc rồi đó, đẹp lắm á. Mẫu này Trang mặc rồi, đẹp lắm. Lấy luôn đi đủ 5 bộ nha. Mẫu này quá xuất sắc luôn. Sang bá cháy luôn nha. Cái màu nó cũng đẹp nữa mấy chị. Cái màu nó cũng đẹp nữa. Tulip nha, tulip 85 nha mấy chị ơi. Được màu không? Một màu 85 dùm em nhé. Màu xanh đậm rất là đẹp. Có 85 ngàn. Inbox được nha. 85 ngàn mà không lấy gì nữa chị, lấy cái gì nữa. Cứ inbox đi mấy chị. Bộ beo là 60kg cao 1m6 vừa nha. Bộ canh mặt giá là 135 ngàn ở Dương Ly ơi. Cho cái beo sâu lưng hả? Rồi để mặc vô. Dương Ly ơi, bộ canh đẹp lắm á Huy, lấy đủ đơn luôn đi. 47kg, 48kg mặt đẹp lắm á. Em beo canh, beo beo tulip màu xanh cho Châu Mỹ nè. Đây. Kèm số điện thoại nha Châu Mỹ nha. Rồi lên beo chưa? Chia sẻ livestream lên giùm em nha mấy chị. Hồi đẹp. Hồi nãy màu đó chưa. Hồi nãy chưa có. Nguyễn Trang chưa có màu đó đâu. Lấy mẫu cho Nguyễn Trang luôn đi. Ủa đẹp mà. Nguyễn Trang chưa có đâu, chốt luôn cho đủ đơn. Đây lên beo đây mấy chị. Trang lên. Beo này mặc rất là sang. Bảy mẫu không? 3, 4, 5, 6. Vậy là thêm mẫu cho đủ 7 mẫu đi. Ai vậy? Nguyễn Tắc. Lấy bộ vàng mới đưa ra hả? Đó, bộ đó hả? Bộ hoa đó. Ừ, cho Cường Nguyễn á. Cường Nguyễn. Bộ hoa. Ừ. Úc rồi hả? Có beo này không mấy người? Beo LV, beo này hiếm lắm. Châu Mỹ nữa thêm nha. Dạ. Beo này rất là hiếm hà. Thử bán 5 bộ 30 cái này. Rồi beo này ai chưa có lấy này. 6 bộ mà đúng không? 6 bộ đúng không? Ừ. Trang ơi 6 bộ rồi Trang ơi. Vậy phun mẫu đi. Trang ơi 6 bộ rồi Trang ơi. Thôi người ta mặc mặc mà, người ta thích lấy 7 màu lấy thì sao, bắt buộc người ta lấy 7 màu nữa. Xỉ mới lấy 7 màu. 6 bộ nha, phải 5 bộ nha, đẹp nha. Rồi beo này ai hỏi nè. Trang lên đây. Lại lên đi, Trang lên thằng xã. Xã tầm còn 1 bộ 2 bộ thôi nha, không có nhiều em bị dạ nha. Beo ai lấy? Có vết vàng nâu hả? Có đằng nâu tay ngắn thôi chị. Đằng nâu tay ngắn thôi chị ơi. Đằng nâu tay ngắn được không Hiếu ơi? Rồi ai lấy beo này không thôi, không thôi lên không lên nữa nha. Beo này đầu lai chốt nhiều lắm, chỗ khách cũ mua rồi. Khách mới chưa mua thì lấy lên đi nha. Rồi chấm bi này vẫn còn một bộ này. Chấm bi vàng còn một set, ai lấy giúp em với chị nha. Một beo này là 135 nha Sang ơi. À đằng nâu tay ngắn hả? Này là nâu tay ngắn nè. Như Hiếu xem nè. Đằng nâu tay ngắn cũng đẹp lắm đó chị. Mặt trắng da lắm chị ơi.
trắng da lắm, đằng nâu rất là trắng da luôn á. Chị thấy không, em để vô nó trắng hẳn luôn. Beo này đầu lai chốt muốn hết hàng rồi. Bây giờ em lấy kèm số ngoài đi, lấy cái beo ra mặt kèm số ngoài đi, lấy hai bộ giùm chị nha em ơi, một bộ chị không chốt hàng đâu nhé. Em coi Nguyễn Trang có bộ nào rung không? Rồi chữ chấm bi vàng chẳng còn một set nha, khỏi mặt quần ống bát cho em. Chấm bi. Ừ đúng rồi đó. Em đặt về là 5 bộ thôi. 5 bộ đúng rồi đó. Bà đế mà bà cũng thấy luôn á gì không? Tên mong dụng nấu ý 2 bát mới được lại. Rồi sao sao là bộ beo nè. Chấm bi còn bộ nha. Chấm bi còn bộ này thấy đẹp chưa? Này Thang Nguyễn này. Đẹp lắm luôn. Chấm bi vàng còn. Ừ, hôm nay bộ beo cây dài 60 kg cao 1m60 này. Này Thang Nguyễn này. Cho con bộ hồ hông đi mẹ. Hồ hông có sao sang hai bộ. Chấm bi vàng cho Trang nha. Beo đó beo ra mặt á. Chấm bi vàng còn. Hồ hông kèm số điện thoại nha. Còn một set thôi. Thêm bộ nữa. Hà Nguyễn beo chưa? Rồi. Rồi Trang còn một chấm bi nha. Chấm bi vàng rất là đẹp luôn. Mã cánh dơi giùm em còn bộ 135. Bi đẹp lắm. Bi ăn Thanh Nguyễn hả? Ok, 5 bộ cái địa chỉ cũ cho. Bi ơi, 135 ngàn cho ra. Nè, chút. Yến Thanh Nguyễn bi. Một á. Bộ là chốt cho những người nào bi. Có đơn thôi. Yến Thanh Nguyễn thì còn bi đơn rồi. Hết Trúc Cần đang mặc này có đơn nè. Hết bi rồi mấy chị đẹp. Nè, Trúc Cần có đơn nè. Trúc Cần đây cho bộ hồ hơn, cái hồ hơn kèm số thoại hồ hơn ơi. Beo đang mặc cái dài cho xem kim nè. Ok, beo đẹp mà. Beo đẹp lắm. Rồi lên eo vì nha. Có lộ tay ngắn hả? Có lộ tay. Có tay ngắn thời trang xíu đi. Em bộ mới hả? Trời ơi, em bộ mới không có trời, em nó có con cũ. Trúc Trần bộ chị đang mặc 47 kg. 47 kg bao đẹp rồi cháu ơi. Đó là 60 kg cao 1m58 hoặc 1m55 là vừa nha. Rồi eo bì ok hồ hơn nè. Bún bỏ cái quân có ả bún. Uống nước nho chưa con? Chi được bún nè. Cho em gửi cho tao người mặc đi Nguyễn Giang hả? Rồi eo rồi. Trang ơi cho lại số điện thoại đi Giang. Trời ơi bộ này mà không lấy thì thôi luôn mấy chị. Hơi bị đỉnh luôn á. Giang cho lại số điện thoại đi Giang nha. Bộ này nó quá đẹp. Xuất sắc lắm luôn nha. Trang còn mấy con thôi nha. Tây phòng này đẹp giả mang chưa. Eo vì da. Eo vì màu da. Trời ơi mặc lên trắng da vô cùng luôn. Cho em coi bộ ở đằng sau. Bộ chữ. Ở chữ đó là bán muốn cháy hàng luôn rồi đó gái. Đây bộ chữ đi. Chữ đen vàng đẹp lắm em ơi. Bộ này hơi bị xinh luôn. Hôm nay phải đuổi nha. Số này nha này. Okay. Vét chưa chị ơi? Vét mới về 500 bộ mà xỉ ôm lô hết luôn rồi. Tính like vét hôm kia nhưng mà xỉ nó năng nỉ quá lấy hết. Nó lấy hết luôn chị. Nó không chừa cho em một bộ nào luôn á. Cho mình hỏi Trang. Trang cao 1m55. Trang cao 1m55 nha Thiên Kim nha. Rồi LV ai lấy chốt giùm em nha. Bộ này đẹp lắm đấy mấy chị. Chị Trang là cao 1m55 50 kg nha. Bộ này để mặt hả? Rồi LV cho Trang nha. Chốt giùm Trang bộ này. LV da. Cho em 59 kg. 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 Lên mà. Rồi em lên sọc view nhé. Lâu lắm rồi mới có bộ sọc view này mấy chị. Lâu lắm mới có cái bộ này. Bộ chữ là 135 ngàn nha Thông Trần ơi. Lâu lắm mới có được bộ này nè mấy chị. 42 kg mặc vừa. Chia sẻ like lên đi mấy chị ơi.
Hôm nay Trang mới like có mấy mẫu à? Đẹp quá. Quần vàng chính thức cho em nhé. Quần vàng mà lờ lỡ trên mắt cá quá chị nhé. Rồi sọc đưa cho em. 54kg vừa nha Thân Nguyễn ơi, 54kg mặc bao đẹp nha. Má bên đây tự nhiên nó có mắt ra nè. Mặc cái màu beo cho nó coi. Mặc màu beo. Đỡ công tin tự đưa ra. Cái này bị ra hoặc là. Sọc đi qua lấy chốt giùm em nhé. Giờ không tối em muốn like mà chị ơi. Để một ngày like muốn xỉu luôn rồi. Xỉu lẻ thì luôn la. Rồi em tắt like xong rồi thấy đóng xỉ nữa mấy chị. Không phải là mình chốt hàng này kia, nó không phải là nhiều việc lắm, không phải là một việc đâu. Rồi chốt dùm cho em mã sọc riêu cổ vuông nhé, 129 ngàn. Beo này là vải quần ngóng bát nha em ơi, quần ngóng bát dùm chị nha, vải đuổi quần đẹp lắm đấy, dàn quần ngóng loe á, bộ form này đẹp lắm em ơi. Nướng luôn rồi. Nào tự nhiên nó ao ra rồi à, mới vô lại kìa, không thấy ai chụp riêu kìa này, cắm dơi nè đó. Bê em hỏi nè em, rồi em lấy beo này thì chốt giùm chị beo này nhé. Ủa giá rẻ hả? Xưởng may mà. Ủa giá rẻ nè. Ủa hèn gì mệt ghê đó. Vô lại giùm cái. Tôi bấm vô lại giùm cái. Rồi sọc đưa Trang đăng mặt, ai lấy chốt nha. Sang sang em lấy nè. Ok. Béo hả? Này mấy chị ơi, đẹp lắm. Lên Burberry nha. Burberry này siêu sang luôn nha. Burberry này đẹp lắm. Một chữ là ống rộng nha, một chữ là ống rộng nha Thông ơi. Rồi lên Burberry nha. Beo cánh chơi. Rồi. Chị có chưa, nếu chưa có beo này hả? Ừ, chưa có. Beo đấy em đã like đâu. Chưa có. Nè, beo giống Burberry này. Beo cánh chơi. Chị có chưa, nếu chưa bỏ vô. À, Cương Nguyễn. Đây. Là lò nãy sang lấy nãy hả? Ừ. Sao ngồi chốt hàng mà nó ngơ ngơ dữ vậy con? Muối heo có lấy gì thêm không? Muối heo ơi, mới có một bộ thôi nè. Burberry nha. Này còn ống lên nha, mấy đẹp. Xếp tỉnh là 35, còn thành phố Hồ Chí Minh là 3, thành phố Hồ Chí Minh là 20 nha. Mấy chị quay phong quần này, đẹp vô cùng bờ bến luôn. Ống ôm trên đây mà nó loe xuống dưới giùm em luôn ha. Bé 35 mặc bao mái thoại luôn nha mấy chị nha. Ừ, đẹp lắm. Quá đẹp. Burberry giùm em Trang nha. Burberry nha, 135 giùm em nha mấy chị nha. 62 cái đổ lại ha. Burberry giùm em. Bé dơ nha. Burberry cho Trang. Bộ này form sang đẹp lắm. Burberry nha. Đẹp nè. Bộ beo đó là như Burberry luôn đó. Ủa muối heo hai bộ hả? Muối heo mấy bộ? Hai bộ đúng không? Ờ hai bộ rồi. Bộ lá với bộ. Tự nhiên nó đăng like nó bị out ra đó mấy chị, em cũng biết không? Ok, muối heo nè, ok.
Chắc nhờ điện thoại em ở đây nhiều quá lắm. Lấy gì thêm không? Rồi Burberry nha. Chị 60kg một mét 6 là chị mặc vừa hàng nhà, phải đem hết chị Út ơi. Vừa hết luôn á. Rồi lên hoa văn này nhá. Cái này bằng vải voan này. Bộ này còn ít đúng không? Bộ này còn ít lắm này mấy chị. Hoa văn nâu. Hoa văn nâu tay dài. Đẹp chưa? Bộ này 125 ngàn nha. 125 giùm em luôn mấy chị đẹp ha. Bộ này đẹp lắm. Bộ này siêu phẩm nha. Ok ok, mua theo 2 bộ rồi, ok rồi. Bộ này siêu phẩm nha mấy chị đẹp nha. Ok rồi nha. Hoa băng nâu, được chứ để em mặc. Hoa băng nâu, rất là đẹp. Nấu BBR cho Thanh Ngân. Tôi không phải được rồi đó. Ai lấy răng nâu, ai lấy nâu ngoan không? Comment là mã tặng giùm em nha. Mã tặng 85 nha. Mã tặng giùm em. Dạ rồi ok chốt cho em bộ này đi ha. Quần ống nhỏ tay ngắn 85 ngàn. Mặc cảm ơn Linh Võ nha. Mặc dễ thương nè mấy chị ơi. 85 ngàn cho Trang bộ này nha. Màu vàng cho Trang, màu vàng đồng. Bộ này mấy màu? Rồi bây giờ cái bộ này em tặng cho mấy chị 85 ngàn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng và màu xám ha. Chốt cho em hai bộ hai màu mấy chị ơi, rẻ đẹp đó. Bộ này thì thường bán trăm mấy đó. 600, 700, 300, 400 đó. Còn bộ hai màu mà. Trời ơi, lâu ngày quá Linh Phạm nè. Xích xỉ yêu dấu ơi. Lông xanh, lông vàng nhá. Lông xám. Linh ơi. Đôi xả tầng như cái gì là 85 ngàn nha. 85 ngàn. Đôi xám giùm em màu đỏ, màu xanh và màu vàng như Trang 85 ngàn. Rồi chia sẻ livestream lên dùm cho em Trang đi. Quần ống nhỏ nha. 85 giùm em nhé. 85k giùm em nha mấy chị nha. Xanh vàng đỏ cho Thanh Ngân. Chở 85 ngàn mà không mua thôi. 85 vàng đỏ cho Thanh Ngân nè. Không biết mấy chị mua cái gì luôn á. Vàng xanh cho Tài Nguyễn Thị nè. Tặng mã nào Nhi ơi. Màu rồi, gì màu gì. 85 ngàn màu xám màu đỏ. 69kg 68 không vừa nha. Màu xanh. Vàng đồng. Cái này chốt 2 bộ nha. 85 ngàn giùm em. Tô Thị Hiền vàng đồng nè. Nguyễn Giang 85 nè. Kèm màu giùm em đó mấy chị ơi. Kèm màu giùm cho Trang đi nhá. Kèm màu. Màu xanh, màu xám, màu đỏ, màu vàng Trang đang mặc nha. 85 ngàn. Đẹp lắm. Có 85 ngàn xét thôi, hơi bị đẹp luôn. Vàng Tô Thị Hiền này. Vàng gì Tô Thị Hiền. Vàng Như Hiếu. Vàng Như Như Hiếu. Trời ơi, xanh ngọc đẹp lắm mấy chị. Màu đỏ cũng đẹp và màu xám Nhi cũng đẹp ơi, luôn. Nhi ơi, lấy màu nào Nhi. Rồi Trang đưa cho mấy chị coi lại nha. Màu đỏ này. Như Hiếu. Có đơn. Màu vàng này. Vàng Tô Thị Hiền rồi nè. Màu xám này, đẹp chưa? Đó. Nhi lấy màu nào hả Nhi? Đây màu xám. Màu xanh. Màu cái này 60kg thôi. 60 vàng này. Vàng Nhi Yến Nhi. Vàng Nhi Yến Nhi. 60kg thôi. Nhi nồng phát nè, 67kg gì không vừa hàng nhà bên em đâu. 60kg thôi mấy chị. Vàng đỏ cho Trịnh Lập. Vàng đỏ cho Trịnh Lập. Chia sẻ bài lên mấy chị ơi. Chị nha, bộ bạn lên đấy, chưa đủ tôm nha. Nè, chị Lập nè, vàng đỏ nè. Tại ra không có ổn bụng một cục. Ừ, chị cái máy nè. Để đứng ra đi. Thôi, để đó, mẫu được thôi, đứng nhiên. Đứng một bộ nữa. Bộ mẫu mặt là 35 ngàn nha. Lấy 4 màu cho Linh Phạm nè. Đây.
đẹp lắm mấy chị. Chị Lan ơi, này về hàng nhiều đẹp lắm. 60kg, 85kg và 60kg nhưng mà chị nặng xương á. Nặng xương thì vừa nha. Cái bộ đuôi cá này chẳng còn bộ mấy chị lấy luôn không? Cái bộ này hơi bị đỉnh luôn á. Bộ hoa văn đuôi cá này hơi bị đẹp luôn, em còn có một bộ à. Trang khoải mặc nhá, nhưng mà nó xanh là đuôi cá. Xanh luôn cho chị Hiền luôn này. Đuôi cá này đẹp chưa? Đuôi cá hoa văn nhá, 125. Trời ơi đẹp quá, bộ này đẹp quá. Có một bộ không mặc nhá. Có một bộ không mặc. 65kg, không vừa nha chị ơi, không vừa đâu. Rồi đây bộ này, ai lấy chút trong trang nhá. 125.000 đuôi cá hoa văn. Đuôi cá hoa văn 125. Sao như số chị Hiền rồi nha, lấy bộ đuôi cá thiên kim này lên đi. Rồi hết rồi. Okay. Okay, đây còn đuôi cá nữa kìa, đuôi cá đằng trắng. Đuôi cá em hết rồi nha. Đuôi cá trắng hết. Ai chụp bụng mau rồi nè. À, tiểu thư Biyama còn nha, đợi chăng xíu. Rồi đuôi cá rằng trắng hơi bị đỉnh luôn. Ôi đẹp chưa? Trời hơn là trời, bộ này mặc lên nó hơi bị nhức mắt nha, mà gì đẹp nha. Rồi ai lấy rằng trắng đuôi cá giùm em nhé. Rằng trắng đuôi cá còn. Ôi, đẹp quá. Bộ này một bộ thôi, không có bộ thứ hai luôn á. Rằng trắng đuôi cá dùng cho Trang 125.000. Trời, bộ này hơi bị đỉnh nha. Hứa luôn bộ này không đẹp không ăn tiền nha. 125 nha mấy chị đẹp. 125.000. Đuôi cá rằng trắng mã hot nhé. Mã hot. Xanh như Yến Nhi à. Thêm một xanh tặng xanh như Yến Nhi 85.000 á. 85.000 như Yến Nhi đó. Xanh. Mã nó đẹp mà. Mã nó nhỏ hơi đẹp luôn á. Nhỏ xong nó. Ê còn bộ vest long xanh hả? Ok ok, cô thì hiền nha. Rằng trắng đẹp lắm nè mấy chị. Đuôi cá rằng trắng trắng nó thiệt đẹp lắm. Bộ này hơi bị đẹp. Mấy chị lấy đi mà mặc bộ đó đó. Có một bộ mặc đúng rồi. Đi đeo đi. Còn mấy bộ đeo tặng cho chị. Lấy cái ngặn xám nè. Lấy cái con đớn hơi căng á. Rồi mẫy số 2 hết bình rồi. Rồi em lên mã tặng beo nhé. Còn 10 set đúng không? Ừ. Rồi cái này em bán 75.000 đồ cuối line này mấy chị. 75.000 thôi. Cộng đó đó. Này bán không lời. Bên kia đó. Đuôi cá rằng tám giờ Yến Thanh Nguyễn. Có đơn rồi đó. Rồi. Yến Thanh Nguyễn. Ừ. Đang trắng kìa. Đuôi cá. Yến Thanh Nguyễn. Rồi mấy chị comment là tặng beo tạ 75.000. Quần ống nhỏ nhá. Tặng beo tám 75 thôi. Bộ này bán không lời cho mấy chị luôn. 75 dùng trang nhé. Tặng beo xám 75. Yến Thanh Nguyễn. Bộ này đẹp lắm luôn. Tặng beo 75 dùng trang nhé. Số 2 à. Nhi mấy bộ rồi hả? Nhi ơi để xíu rồi gọi chốt đơn nha Nhi nha. Vì bây giờ đăng like á. Đăng like á nha. Tặng beo 75 quần ống nhỏ 75.000. Cái này là bán tặng cuối like không có lời nha mấy chị đẹp nha, không có lời. View lên giùm em đi, view cao lên giùm em, like mã mới cho. Tặng beo xám 75. Cái bộ này là quần ống nhỏ giùm em nha. Quần ống nhỏ. Beo cho Linh Phạm. Thanh là... Ngân nè. Linh Phạm. Linh Phạm nè. 75 thôi nha. Này là bán tặng giùm chị nha. 75 cho con đi. Thanh Ngân. Hứa Lam nè. Hứa Lam beo 75.000 xếp mấy chị. Linh Phạm Thị đó nha. Rồi beo xám 75 giùm em nhé. Thiên Kim, Thiên Kim. Không, đó không phải đâu. Thiên Kim này khác. Uyên Thái Thái. Uyên Thái Thái. Phải lùa Nguyễn hàng Giang. Gì Nguyễn Giang còn bên này còn. Nguyễn Giang này. Ừ, đó. Nguyễn Giang quá kia. Hai bộ đây. Rồi ai lấy nửa chút giùm em nhé, còn mấy set thôi là hết hàng. Đeo xám là 60kg đổ lại nha. Thank you.
rồi, tay dài màu nâu, von. Cái này là bộ này là vải von. Cái này là bộ vải von nha mấy chị đẹp nhá. Này vải von nâu nha mấy chị nha. Ủa hôm qua là mấy chị chốt. Hôm qua mấy chị chốt mẫu này nhiều lắm nè. Hôm qua mấy chị chốt mẫu này hơi bị nhiều luôn á. Hôm qua mấy chị bộ này nhiều lắm. Bộ này chốt hơi bị nhiều luôn. Rồi chốt dùm cho Trang mã von nâu tay dài nha. Bé 75 chị Yến Nhi nè. Đang mặc cho Cường Nguyễn. Bộ này đẹp quá à. Này Yến Nhi nè. Bộ nâu này sang lắm. Đang mặc cho Cường Nguyễn á. Cường Nguyễn. Này vải von nha, 125.000. Chốt mấy chị yêu Cường Nguyễn nè. 125 mấy chị, hôm qua mấy chị chốt bộ này rất là hơi bị nhiều luôn. Nhưng hôm nay Trang còn ít lắm. Sang. Bộ này sang lắm mấy chị. Nâu 125 nha. Đẹp chưa? Trời ơi là trời, bộ này hơi bị đẹp mà không lấy thì thôi. Ok Vân Phạm. Thanh Nhân nâu, Vân Phạm nâu, ok. 125 nha mấy chị đẹp nhé. Nâu Tài Nguyễn Thị, ok. Nâu 125 giùm em. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Có 125.000 à, bộ này xinh lắm. Vải von nhá. Bộ này cái này còn bi không ta? Còn. Ủa sao tóc quạt vậy? Mấy lần gì đâu mà không mát gì hết trơn à. Bi đen bi. Mơ một bộ luôn này. Ai em bộ rửa thế giùm em nha, một bộ trắng không ship đâu nha mấy chị đẹp nha. Nhi ơi, xíu nữa cho Nhi nha chứ mà bây giờ đang like á, không có ngoài chốt được. Rồi lên bi nubi đen nha. Lên bi nubi đen này mấy chị đẹp. Mai mốt mua. Yến Nhi nói gì vậy? Em hỏi chốt đơn Nhi, Nhi đi trước con. Ok. Tư vấn hả? Tư vấn sao? Tư vấn học không hả? Rồi chốt Trang bộ chấm bi nhé. Ủa là cái phay Trang thả nó mất luôn rồi đó hả? Phay nó vô không được. Nó bị treo rồi. Khốn nạn nha. Bên chỗ sửa à, bên chỗ chung đồ bộ nè. Trang tắt xong mấy chị vô lại giùm em nhé. Tại vì Trang like, Trang like hơi bị lâu rồi. Mình tắt xong mình vô lại giùm em nha.